Ồ, Christian Dior mà hôm qua vẫn chưa chốt được hết ư? Áo bé nữa thi nhau lấy này, áo bé của mã hôm qua hôm kia nhỉ? Ồ, áo dài áo chỉ 90, 90. Ừ đấy, thì bao nhiêu cách lấy mà thì chị đã bảo cho nhiều cách lấy cho sợ. Em mới xóa vào một bên. Cho chị một mã ra. Đâu chị xem mã đấy nè. Ừ còn nhiều mà đây L7 còn hai size thì được, mang đây xả hết đi vào bom nào. Hello các tình yêu của em ạ, chúc các chị gái là có một ngày thật là vui vẻ. Vào like của em chưa, chấm bài săn bom, trời ơi siêu bom khổng lồ, siêu bom khổng lồ luôn các chị ạ. Ôi trời đất ơi nhiều lắm nha, cho chị cái bộ nhung xanh rêu siêu đẹp kìa, kìa. Quá đáng như thế này còn bom, người ta gọi là quá đáng là của thật. Người chào Tính Doãn này, người chào thì anh Trần này, người chào rất là các chị nha. Vào like rồi thì mình mau chóng đi ạ, thả tim cho em một lượt và chia sẻ một lượt. Hôm nay các chị lại vớ được món hời rồi, hôm nay lại có hàng bom lại đẹp rẻ độc xịn sò đấy rồi các chị ơi. Em nói thật ạ, chả hiểu kiểu gì một cái bộ như của người ta đẹp như này đi bom. Em chỉ có một bộ thôi, nó là hàng bom, các chị vào nhanh nhanh nên em bán cho. Hôm bữa chị dặn là thuốc nhuộm tóc màu đen, một đen một lâu. Ô thế hả chị? Thế không biết bạn nào chốt chốt đơn thành đen lâu à? Thế chị để lâu hơn một chút là nó cũng sẽ đen mà. Cái màu đấy là cái màu gọi là đen tự nhiên đấy chị. Đen tự nhiên đấy. Các chị ơi vào like đi nha. Toàn bộ đẹp thôi. Rồi Hương chào Hương Chi ạ. Toàn bộ xinh thôi. Các chị vào đi, hôm nay các chị lại mua được mua gọi là hàng đẹp giá rẻ mấy tí nữa giữ nhiệt này là các hàng. Các hàng Quảng Châu rồi hàng Hồng Kông này em mang xả hết cho 99.000 nữa nhá, mấy chục nghìn nữa nhá. Các chị vào luôn ạ, em chào Tân Diệu này. Thì hôm nay em sẽ có một cái bộ này XL thật sự là quá là đẹp và đỉnh. Bị bom về mà ngỡ ngàng đấy, bảo là từ lúc mà bán áo em mà có size đấy ạ, có hàng đấy chị. Chuẩn bị áo chị mặc có bao nhiêu cái thì xả. Từ lúc mà em bán những cái bộ như này thì cái màu rêu đây này và cái mẫu này là bị bom bộ đầu tiên. Thật sự luôn, quá là đẹp và đỉnh mà không hiểu sao ai bom hàng em ác lắm. Các chị biết ông hàng Academy 2 lớp này. Hàng nhà em toàn 700-800 nghìn đấy mà tự nhiên giờ bom về cái hai lớp chán luôn, xả 299 này, mã là C1 nhá. Ai mua được thì em cũng chúc mừng thôi, ai mua được thì em cũng chúc mừng thôi, bởi vì nó là hàng bom và em các chị nhìn này rất là rẻ và đỉnh. Các chị nhìn nhung tâm em biết chưa, một bộ này nhà em 700-800 hai lớp, nhà em xịn cơ mà, hàng hai vạt cơ mà, đẹp như này ấy, bom rồi thì xong làm sao mà mua được hàng đúng không chị, mà nó đẹp đỉnh như này. XL nhá, cho tâm đinh một bộ này được chưa ạ. Đây bộ đen sau em có bán, nói chung là đây này hơn 200 ngàn thôi. Hôm nay thì em đã bảo rồi, các chị cứ vào đây là các chị lại vớ hời, tại vì là chuyên mục là có cái gì về ấy, là em lại phải trả cho hết đấy và thanh lý cho nó bằng hết. Ủa ơi một bộ trắng đẹp long lanh này, bộ này còn em thế là em có một bộ L và một bộ XL nhé, comment là C2 lỉ xốp xị. Mã này là em có một bộ L đóng cúc xị lắm, mã TV đẹp cực kỳ luôn. Các chị ơi 550 và em xả là 269 nhá. Và tất cả lưu ý là cái hàng bom thì nó số lượng nó có hạn, 1-2 bộ gì đó thôi, chứ nó cũng không có nhiều. Thì hy vọng là các chị lên nhanh cho em mã này là mã C2, chia sẻ like và thả tim nhiệt tình cho em, mình vào mình cùng săn bom. Hôm nay hàng nhung thì chỉ có hơn 200 thôi, giữ nhiệt thì mấy chục nghìn thôi, đồ lính thì mấy chục nghìn thôi. Các chị ạ, bây giờ hôm nay mà không coi được like là bị bỏ qua là các chị ơi tiếc ghê gớm luôn ấy. Tiếc là không ăn không ngủ được luôn. Các chị nhìn cho em mã C2 này, L và X này, một cái dòng lỉ mà hàng đẹp nhà em như này. Bây giờ giơ cái quần là mình biết liền bộ đen sau còn, chuẩn bị thanh lý đây chị em mình cứ vào luôn. Đây là các chị ngắm nghía đi, một cái bộ mà em nói là ai đã từng mà mặc hàng đẹp hàng xịn 500-700 là biết liền, nhìn cái quần của nó thôi là đã biết hàng 700-800 nhà em rồi. Thì em sale chị em mình là C2 269.000 lỉ cực kỳ cao cấp và đẹp. Em còn một bộ L và một bộ X sướng như này, dòng thể thao nhá, áo trắng quần đen mã là C2 kèm size. Mua hàng lưu ý kèm size, hàng thanh lý mà. Đây em lại cho tiếp nữa này, đó là hàng bom. Rồi em hello chị Nguyễn Hạnh nha, hello chị đây này, muốn săn hàng nhung xanh hết rồi. Thảo Dũng ạ, nhung xanh rêu còn sót bộ nào cho các chị nào? Nó rẻ quá em ạ, mang đây còn bộ nào chưa hết đây. Bây giờ vào đây mà săn này, mã này lẽ ra phải gọi là săn hàng mới đúng,
Thế là chị rất mai mã này ạ. Các chị chỉ cần share cho em 2 lần về trang cá nhân là được, 2 lần trợ nhóm là được. LXL đẹp ghê chưa. Em tặng cho 299 này. Em tặng cho 299 là gọi là bán hàng cần tiền gấp, đi dồn tiền thì đi bán cho chị. Có 2 bộ tổng 2 bộ nhá. 2 lớp lông cừu vạt xinh sãy nở tất à? Đấy. Đấy hai con ấy, đều là XL. Và bây giờ thì các chị vào đây, các chị săn được trà leo siêu cấp siêu xịn nhà em lông cừu như này, 299.000. Giá em bán là em tách luôn thị trường không có. Nói thật các chị thế, giá này là giá hy sinh rồi, giá yêu thương rồi các chị ạ. Các chị ngắm nghía này, các chị thấy nó xinh dữ dằn như này này. Đẹp này, trà leo này XL nhá. Chứ mà M thì em không để nó thoát. M ấy là em phải mặc, em không bao giờ em đi bán một bộ nhung xịn nhà em như thế này với giá 299 đâu. Trà leo cao cấp mà, mã hàng mình lên cho em nhá. C3. C3, ôi nó VIP chưa. C3 này, đẹp chưa, con quần mê thật sự đấy ạ. Rẻ thế, hôm em nhận được bộ lâu này đẹp thật, em cảm ơn Phương Anh. Nhưng mà thì em bảo hàng bom mà chị, hàng bom thì đôi khi là mình không mê tín, nhưng mà phải nói đúng ra đấy. Em nói thật với các chị mà cứ để thì cũng rất hạng tài. Thôi mình xả rẻ cho khách, người ta mua kể cả mình lỗ 100.000 một bộ mình vẫn vui vẻ hoan hỉ, mình bán sang mã khác. Đấy nó là như thế. Áo em mặc từ từ, em tặng 99.000 cho áo này. Con này của Hồng Kông nhá. Riêng giữa nhiệt thì dòng này, con này là của Hồng Kông thì đợi em một tí đi. Mã này có men luôn, 2 lớp cổ lông cừu và si lạ trà leo, và trà leo đẹp như này. Comment nhanh tay cho em, mã hàng cộng số điện thoại, có túi mà. Đẹp chưa? Túi nó không bao giờ có hở ra, hàng cao cấp mà. Chủ động đọc mã lên cho chị đi. Các chị lên chị mã trên là C3. C3 XL nhá. Thì thường có 2 con. Lên số điện thoại luôn, địa chỉ luôn, khách quen thì em sẽ gửi, không cần phải gọi điện vẫn có đơn hàng. C3 dừng lại hết hàng ạ. Bây giờ em tặng cho con Hồng Kông chính hãng này. Đẹp chưa? Con này nhá, của em giữ nhiệt. Đây, giữ nhiệt lưới pha đá. Sai gì? SML có 1. SML thì size L em chỉ có 1. Hy vọng các chị săn được mã này. Em chốt từ 40. M của nó thì giữ nhiệt thì 55 cân cũng vẫn cứ là ok đấy. Đây để em xem nào. Hàng Hồng Kông chuẩn nha em nhá. Cho chị em mình. Em xem form cơ. Đẹp chưa? Con này bán tặng 99.000. Tri ân chị em mình. Mã C4. S này, nói chung là đến 50 L của em thì chốt 57 cân, M của em là 55 cân. Và S này là các chị nhìn này thôi, nhưng mà 40 đến 50 cân quay lại đấy, rất là đẹp. Lên áo len cộc tay, đợi em tí đi chị. Đây nhá, con này nó xem phần trên là lưới như này, cổ giữ nhiệt như này, ren đẹp long lanh như này. Em đang mặc con này này, con này của chị cũng to lắm đấy nha, cũng phải M, nó chuẩn M. Đây thì các bác vào chốt đi, em xả 99.000. Thì mã này comment cho em là C4 săn hàng nhanh. C4 cao cấp đẹp chưa? C4 xuất sắc, nhớ là hàng Hồng Kông. Thì bao giờ nó đẹp và chuẩn đến kinh khủng khiếp luôn. Ngắm nghía cho em này từ cái tang mát. Các chị ơi mua hôm nay là sướng rồi. Nhập 250, nhập 300.000, chất liệu sướng thế này. Xả 99.000. Xả 99.000, C4SC, C4M, C4L nhá. L hết hàng luôn rồi đó. Thì các chị chỉ cần ghi cho em là C4M và C4S. Ví dụ như em 50 cân thì em chỉ mặc S thôi. Các chị nhá, giữ nhiệt thì nó dày, nó đanh. Con này mặc rất là thích. Nhanh tay hộ em nha, chị Tâm Đinh ơi, chị Ngọc Lan, ok. Ai bác nào mà vừa ép thì bon cho em. Form đẹp, chất đẹp, những mã này em còn chưa bán các chị bao giờ luôn, rất là xinh nhá. Đúng mã thì mình lên cho em là C4SC, C4M và C4N. Đây, tất cả thì em có độ khoảng hơn chục con. Bộ này, bộ này có XL ạ. Mấy bộ chị tặng lớp à? Em có 10 bộ em tặng cho. C4 65 cân không có, 65 cân rồi em lấy mã khác. Các chị tranh thủ đi, mắc ở chị ở đây. Xong để chị xả mấy bộ này. Các chị ơi, tâm sự thật các chị, cái bộ này nhà em đẹp khủng khiếp luôn, đẹp lắm, phải dùng từ là dã man, xuất sắc luôn, dày đẹp dã man như này, rêu hẳn hoi nhá, rêu pha hồng có túi nhá. Các chị vào đi, 299 chốt đơn, 290 chốt đơn, 290 ừ cho máu, một bộ 1,4 cân, 290.000 mà một bộ nhung theo này, trời ơi. Nhưng em có 10 bộ thôi, thì cái mã này là bán xong cũng cứ thấy là tương tiếc. Bởi vì các chị biết không? Các chị biết không? Áo giữ nhiệt đính đá, đính đá tím còn không? Là em không biết mã nào luôn ấy. 1329 còn đội hưởng tí đi. Các chị nhìn này, mũ hai lớp mà cái cầm cái áo như em thôi này. Nó uy tín này, nó dày này, chuẩn Quảng Châu nhận hàng xấu mang ra. Bộ xanh hồng em nhận rồi đẹp lắm nha, chuẩn đỉnh luôn, tặng 290. Cho các chị ngã ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa luôn. Các chị biết là một cái con áo như này đã 300 rồi, thì đừng nói bao giờ nói chuyện với em là cái bộ nhung là các bác ơi em đi buôn được các bác là 290, không có chuyện gì đâu ạ. Không có mùa xuân năm ấy đâu. 53 cân mặc size M chị gái ơi. Em bán này, mũ xịn chưa, dòng cao cấp này, túi này 290.000. Comment cho em mã là C5 ạ. C5 cực kỳ đẹp luôn,
chốt đơn nhanh cho em. Còn có chục bộ thì thôi cũng xả kho đi, đang cần tiền mà, thì tri ân chị em đi. C5 chị em nhé. C5 đây, đẹp to rộng xịn chưa? Đấy, lên bộ sau đợi em đi, em tri ân cho. Đang lọc đấy, lọc còn mã gì nè. Lọc còn mã gì là cuốn chiếu, gói gọn. Lỗ là chiến lốt, hết các chị ạ. Đang dồn tiền có việc, thành ra là em cứ siêu rẻ các chị nhá. Và các chị nhìn luôn bộ nhung rêu pha hồng, có nghĩa là nhận hàng em là các chị bị nghiện luôn. Riêng mà nhận mã này em tự tin các chị sẽ nghiện luôn. Mã là C5 cho em một chút nhanh này. C5 và cách số điện thoại đẹp chưa? C5 cách số điện thoại, ui, lên luôn bộ này. Chị em này, xịn như loay như cơ mà. Mã là C5, rất là rẻ. Có bi đây em còn XL nhá, mình kèm size dùm em ạ. 55 cân, 57 cân, 60 cân đều ok. Em còn chục set. Và đây là một cái mẫu nhung mà nó có mũ, bình thường không có mũ đâu. Bình thường nhung các chị mua ấy, là nó chỉ là nhung cổ bẻ thôi, nhung cổ tròn thôi. Nhưng đây là nhung mũ hẳn hoi. Thì các chị ơi mình tranh thủ mà chốt, và giá thì rất là tốt. Nói thẳng luôn là giá là 290.000. Giá rất là tốt rồi. Mã hàng là C5, đây là hàng thêu của em đấy. Đẹp xuất sắc, thích bộ đằng sau em chiều luôn nhé. Con này có bộ đằng sau có đủ size MLS ạ. C5 như Quỳnh ơi, L mặc được. C5 chú thích cho chị 55-60 nhé. Em nhé, 55-60 này. To rộng. Chị đặt 6 mã mà được 2 mã thôi, buồn ghê. Nhung meo, em sorry chị nhé. Nếu mà thế là do em bị hết hàng đó ạ. Chị yêu ạ. Trời ơi. Các chị nhìn này, 270. Thôi cứ thế mà chốt đi. Con này là không cần phải giới thiệu nhiều luôn. Em cảm ơn Mai Xuân ạ. Các chị nhìn luôn là con này là C6. Thì em có size S gì ML. S gì ML. Nói chung là em ơi, cái size chuẩn của nó thì sẽ là cái size mà ở mác là nó ghi sẽ là MLX. Nhưng mà em chỉ được phép là ghi vào trong đấy cho chị là S gì ML để cho chị Huyền nạp size nhé. Nó sẽ rút đi một chút. Hàng siêu cao cấp, nhung tâm đẹp, SML, em chốt đơn. Phê à chị? Phê lòi. Khách bảo khách phê lòi ra rồi. Đây này, nó đẹp như này sao mà mình không phê cho được ạ. Nó đẹp và nó dày như này này. Em siêu thanh lý là 270. Đấy, các chị ạ. Em gọi là đi buôn là bị đi buôn lỗ luôn. Các chị ơi, 270 mà xét nhung này, SML đỉnh chưa? Đấy, dơ lên mẫu cái từ like là em lên đi em ơi. Lên, bộ này đẹp. Rồi ơi, đây 270.000 đồng. Các chị chốt được một cái bộ nhung mà lật ra, lật vào, nó dày dã man. 64 cân thì phải đợi em lên mã khác. Lật ra, lật vào này. Form này, đường chỉ này. Đường vải của nó này, nhung quả nó nhung tâm mà nó xịn như này cơ mà. Các chị em ạ, hy vọng các chị em mình chốt được. Mấy cả mẫu này rất hay. Các chị hoàn toàn là mặc như một con áo phông bình thường xịn như này luôn. Đấy, dáng này còn kiểu ghen bụng ấy. Các chị kiểu như bu dông như này, mặc không thấy bụng một tí nào. Thì các chị lên cho em mã là C6SC, C6M và C6L. Hôm nay sẽ là một cái chuyên mục sale. C5 không có M đâu. C5 này em có L và X, tôi kiểu L. Có X nhưng mà L cũng vẫn mặc được bình thường. Chị 55, 57 là ok. Đấy, chứ còn tầm này thì nói thật với cả các bác à, em cũng nói luôn là nó rẻ lắm, nó lỗ mà nó cũng không còn đâu, thì em mới bán như thế. Có mã thì còn 1, có mã thì còn 2, 3, 4, có mã thì còn 5, có mã thì sai lọ, có mã thì sai kia, nên em bán rẻ như thế. Đấy, chị thích bộ C6 thảo đỗ không có, bên 64 cân không có. Chứ còn không phải là nó đủ sai mà em bán được như thế. Nếu mà nó đủ sai sẵn sàng cất đi luôn, hàng em mặc đẹp mà. Máy có SM và X ạ. SM M7XL2 ạ. S2 M7XL2 tặng 95.000 cho chị em mình, được chốt mã này. Em nói luôn là tặng luôn con giữ nhiệt này, bằng nhung này sang hết lớp luôn. 90.000 cho chị em mình. S mấy á? Đọc lại. S2 M7 XL2, chốt đơn 6 mấy cân vào đây mà chốt. Không cần phải giới thiệu, con này bán quá đắt hàng luôn. Có lẽ em bán quá VIP luôn. Mã là C7S gì? C7M à? C7X. Chốt đơn số lượng ít, 90.000 con áo nhung. Hàng Quảng Châu xịn luôn, 90.000 đồng các chị này. Đẹp của nó tuyệt vời luôn. S, M và X. X thì có 2. S thì có 2. Đấy thì là các bác chốt cho nó nhanh. Nói thật sự là lớn là như thế đấy. Thì các bác mình chốt cho nó nhanh nhá. SC2 X2 M7 là em thanh lý, gọi là nói luôn các bác rồi. 90.000 đồng. 90.000 đồng con này mặc lên các bác biết không? Cái phần ngực của nó phải đẹp, dã man đẹp. Lấy đâu ra, không còn có hàng để mà chốt đâu. Mà bình thường 350. Một cái giữ nhiệt nhà em, giữ nhiệt nhung mà, giữ nhiệt nhà em, giữ nhiệt xịn mà. Em đi bán có 90.000 thì cũng là hy vọng là anh chị mình đấy, cũng là chốt được. Đấy là em cũng nói luôn là hy vọng là các bác chốt được. Form hàng của nó đấy, đỉnh như này và tay gen, giữ nhiệt nhà em không quên điệu đà. C6 khách 45 cân vừa không? Bác ơi vừa, bác lấy size S cho em nhé. C6 vừa, tính doãn ok tình yêu của em luôn. 90.000, mã là C7. Đẹp, dã man. Câu chuyện của nó là quá là sang xịn mịn, chất liệu nhung mà mê. Và 62 cân là XL nhá. Thế như vậy là C7 em khóa mã XL hết hàng ạ.
Bây giờ em nhận đơn S và M chị em nhé. Hy vọng là chị em mình chốt được mã này với giá vài chục bạc. Gọi là giá gọi là siêu siêu sale rồi. Thì bây giờ em lại có cái mã này rất là đẹp. Cái đồ lính này em có 4X này. Và em có cái mẫu này thì cho chị em mình thì chắc chắn là quá là phê rồi. Đây, em đang định cho các chị một cái mẫu mà lưới cao cấp đằng sau. Con này của em là nọc cho chị đi. Xem được bao nhiêu con này. 4X thì em tặng rẻ mỗi chị một con. Áo em đang bận đọc mã nào. Mà các chị lên mã là C4 ạ. Áo ren lưới của em này, giữ nhiệt lưới là C4 nhá. À, giá là 99.000 đồng. Dạ, em có SML ạ. SML. À, 50 cân hoặc M đúng rồi ạ. Chị Vương Anh ơi, M cũng được mà chị Cao mặc S được. Thì bây giờ em có một cái mã này rất là hay. Thì hàng nó mới về thôi. Nhưng mà bên Trung Quốc thì nó chỉ giả để cho em những cái size gần như là nó hơi bị lẻ một chút. Thì là chị nào, con này chỉ có 4X đúng không? Vâng, 3X và 4X ạ. Cái mã này cơ. Có cả... À quên, chị nhầm rồi, chị đặt chị nhầm rồi đây. Chị đang bán mã dây xích mà. À mã này đi. Ông đá. Mã này ông đá đẹp đi. Ông đá chỉ có to đẹp rộng 4X thôi. Thế mã này chốt cho em từ 70 cân nhá. Quay lại nhé, em có size 4X. Vâng. 65 70 cân thì bây giờ em tri ân cho những chị nào mà béo một chút. Thì các chị biết rồi, một con áo mà đẹp như này, rớt lưng như này nhà em, tất cả em đều bán 200 và 250 áo phông. Thì hôm nay em tri ân cho các chị cái mã này thì mình sẽ lên cho em mã là C8 4XL chốt đơn. Có nghĩa là các chị được phép là chốt từ 63 đến 70 cân mã này. Thì em sale cho các chị em nhà mình giá vài chục nghìn. Em sale các chị em nhà mình 70 nghìn là các chị em được chốt. Cái này là nó to, rộng đẹp, màu xanh lính. Em sale là 70 nghìn đồng thôi cho tất cả chị em mình chốt, bởi vì là nó lại về được có một size thôi, cho nên là thôi chị em mình ạ, vào mã luôn là mình xả luôn. Khi mà nhận hàng nhà em mặc con này hàng hè quá đỉnh luôn. Thì các bác chốt cho em mã hàng nào. C8 ạ. C8 70.000, nhưng mà em chỉ có 4X, nhớ cho em là ong đá này, sâu rớt vai này. Đấy, thì chị nào mà béo nó nhất định phải săn con này. Dòng áo lính như em là cốt tông xịn 100%, sờ chất là mắt lạnh, mắt rượi. Đấy, em xả cho. Trời ơi, có quần rắn di cặp chu nữa, còn không? Ừ. Xem hôm rồi xót mấy nghìn về còn hàng không? Mã nào? Áo ong chị em nào lấy chốt nhanh cho em này. Được, chị Hương chị số điện thoại đi. Áo ong lấy thì báo luôn. Cho các chị một mã giữ nhiệt nữa này. 577 này còn size gì? Ủa ôi, con này đẹp thế. Tổng còn 3 con à? 577 M2XL1 tặng 90.000 cho nha. Hàng đẹp lắm. Chị 10 ơi, hello chị 10. 350 400 em rất tự tin luôn, hàng quá đẹp em bán nó 90.000. Mã hàng đi chị em. Chị lên mã cho em là C9 ạ. C9M và C9X thì lưu ý là Hường có 3 con. Chị nào săn được thì cũng hoan hỉ, mà nếu mà thấy Hường bán lỗ rồi mà không săn được thì tôi cũng thông cảm cho em. Mã là C9 đẹp chưa? Ở đây nó sẽ là phần ngực. Bộ đen sau của em có SML, xin lỗi ạ. Sisu thank you chị yêu. Con này không có L mà em có X nhá, em có M và X này. Thì khi mà mình mặc lên vai đá nó sẽ hàng ở đây này. Nó đẹp như này này. Đấy. Nó rất là xịn, chị nào lấy thì ở em luôn. Mã hàng và cách số điện thoại là tất cả các bác là có đơn nhá. Mã hàng. C9 ạ. 90.000, các chị lên đơn cho em là M2 và XL1 ạ. Em có 2 con M và em có 1 con size XL. Mong các chị chốt được với giá 90.000 mã này. Mong các chị yêu ạ, chốt được với 90.000 giá mã này luôn. L bao nhiêu, cái này của em L tầm 55 chị này. Là 556 C9 nhất, có 3 con thì em qua mã luôn này. Bộ màu xanh và dada này còn mấy? Một bộ tặng lốt 299 hàng hiếm luôn. Một bộ em sale lốt là 299.000 hàng hiếm luôn. Nói chung là bây giờ như này mình chịu khó thôi. Mình xem một chút thôi, mình săn được toàn hàng đẹp rẻ cho em. Mã này là C10, một bộ 299 mà cầm bộ nhung nhà em này, hàng Quảng Châu nó dã man nặng này. Mã hàng này là C10. Áo dằn đợi em nhé. Đâu cho chị thêm cả quả giữ nhiệt thần thánh nữa đi xem này. C9 hết hàng rồi ạ. Con này là C10. Mong chờ các chị chốt được. Mong chờ các chị yêu chốt được mã này. C10 em bán 299 mà bộ nhung cao cấp lắm. C9 53 cân mặc size gì? 53 cân chị cũng chỉ mặc size M thôi. Chị ạ, con đấy là chỉ mặc M thôi. Đây, mã này thì cả nhà mình comment cho em gái là C10. Mong là các chị chốt được cái này, đẹp và xịn. Một cái mã nhung nhà em mà tuyệt vời luôn, gọi là miễn bàn luôn, C10 chốt đơn nhanh. Đẹp chưa? Đây, nhung tất cả việc đè hàng em nó xịn như này. Mà em thanh lý có 299 mà em chỉ có một set thôi đấy. Nên là bác nào mà mình cảm tưởng săn được săn luôn nhá. Săn được thì săn luôn. Đấy, đây mã này mã shopping hàng đẹp phải có nhiều đúng không em? Vâng, có từ 26 đến 28 ạ.
gọi anh Hiệp đi Linh ơi. 26 đến 31 em xả cho mỗi chị này. Mỗi chị còn stock hàng cao cấp đây. Siêu cao cấp 26 đến 31 các bác lên đơn, đẹp không? Một con sóc lính xanh, sóc lính xanh gắn đinh cao cấp thì tri ân cho chị em mình. Bộ quần đen áo trắng con lợn, bộ này em bộ nào chị, bộ quần đen áo trắng thì phải cho mã cơ. Em xem nào, cái giá nào để tất cả các chị đều chốt được mà em gọi như là giao lưu mà em không bị lỗ nhỉ? Thôi đi thì mã này các bác bây giờ lên cho em gọi là mã gì nhỉ? C11 ạ. C11 nhá. Vâng. Thật sự chị ân cho em mình là 70.000 nhưng mà em chốt tầm 30 suất. Em tặng là các chị nghe rõ không, lại mai lại bảo em là em chào Nhung Nguyễn á. Mai lại bảo em là em Hường ơi, thế tại sao hôm qua lại bán cho chị 100 mà hôm nay lại bán 70? Thì có khoác lam kiểu mấy đời em tí. Thì bây giờ em mong muốn là thôi, em tặng các chị là 70.000 một chiếc hàng đẹp như này. Hàng Quảng Châu nhà em như này. Và em sẽ chốt cho 30 chị. Em có là size là từ 35 cân cho đến là 65 cân. Thì các chị chốt cho em là C11 kèm size 26, 27, 28, 29, 30 và 31. Các chị ạ, này, trắng ở đâu đâu, nó có cái sóc lính. Hàng đẹp, hàng giãn, hàng mê như này mà nó bán cho các chị như này đâu. Cả túi sau của em đây. Thì cố gắng mà lên cho em, bởi vì là em đã nói đến như thế rồi. Để cũng nào làm sao ạ, mong muốn là các bác chốt được giá rẻ. Các bác về, các bác cầm cái quần, các bác ờ Hường ơi sao mà một cái sóc lính nhà em màu xanh đẹp này em bán 70.000 đấy nhá. Đấy nhá, thì cũng phải thông cảm. Tại vì là hôm qua thì em cũng vẫn bán là 100.000 đồng. Thì hôm nay thì em cũng tặng là tặng cho 30 khách hàng chứ cũng không phải là tặng nhiều. Thì là thôi các chị phải hết sức thông cảm và mình chốt nhanh cho em. Áo em đang mặc S có mà, đọc mã chị nào. Áo chị đang mặc là C4 ạ. 99.000, có size S. C11, ok các bác chốt nhanh cho em. Nhanh nhá. Bộ lam thì bây giờ phải đợi cơ. Thảo Dung ạ, phải đợi Hường tí. Chia sẻ like nhá, các bác vào rồi thì đừng quên là thả tim và mình chia sẻ like dùm em một chút ạ. Tại vì các bác phải chia sẻ like thì là mới nhìn được nhau, mà không chia sẻ like là không nhìn được nhau. Nhưng mà lấy size gì thì bảo em liền ạ. Quần dàn di sót 62 cân chắc chắn em sẽ có đấy. Đợi em một tí đi. Thì bây giờ các chị chốt nhanh cho em mã này là C11. Lên nhanh, tiếp. Đây mã này còn size gì? Đây mã này hàng đẹp đây này. S đến XL. Chào Hường đáng ghét hết luôn, chị toàn ngô xinh gái. Mã này này, hàng này này, hẳn này, hàng cao cấp này. Mã là 553, chốt đơn luôn cho em. Mã 553, cách số điện thoại. Ngố Lữ thì ngố luôn qua chốt hết chưa để mang đây chị Thanh Lý vậy. Comment cho Hường này, mã hàng và cộng số điện thoại 553. Con này các chị biết chất liệu gì không ạ? Nen ấy, len, gen nen luôn đấy, đẹp lắm. Chất liệu này có khi mình trong tủ nhà mình chưa có cái mã hàng chất liệu này đâu. Cô tông có, nhung có, thun có, kaki có, thô có, bò có. Nhưng mà cái chất này này, cái chất gọi là gen nen thì chưa bao giờ có luôn. Em cam kết đấy, bởi vì hàng em 400 cơ. Hàng em 400 một con hàng này cơ. Các chị ạ, mã của em nó là 553. Đầy đủ size số, nhìn luôn cái mác thì em biết hàng thương hiệu rồi. Và em bán là 100 ngàn đồng. Ok, thích thử em thử luôn. Em thử luôn cho chị em mình ngắm. S đâu cho chị mượn con S. Ừ, thôi mượn. Nha, em thử luôn thôi, chị em mình ngắm, chốt được 65 cân. Em nói thật là 130, 140 còn quá rẻ. Đây em bán 100 ngàn đồng, mời các chị chốt nha. Mã hàng đi nào. Các chị lên mã hàng cho em là 553. Rồi, đẹp sẽ mang luôn. Điệu đẹp, nhà em đủ size từ 40 đến 65 cân ạ. Xinh chưa chị em? Này bảo không điệu đi ạ, quá là đẹp luôn. Mã hàng là 553, cách số điện thoại. Cho chị xem áo nhung đen. Nhung đen là nhung gì chị? Bộ hay là áo? Áo còn cái nhung đen là không, mang đây chị xả rẻ cho lại. Nhung bộ. Kìa kìa, còn áo nhung nữa. Thế là chị Toàn, quá đáng. Cứ quá đáng đi, cứ trêu em làm gì cho mệt. Đây, xinh chưa? Con này bèo ren này. Các chị mặc bất cứ này, em nói thật luôn này. Các chị mặc bất cứ này, với chân váy này, quần giả váy này, hay là các chị mix với đồ gì thì cũng rất là đẹp. Lên đơn, mã là 553, áo nhung đen là còn không? Áo nhung đen 67 cân được, em lấy XL cho con này form khá to. Cúc đẹp dã man luôn. Áo nhung đen có thể là em ơi, còn một đống ít áo nhung kìa mang đây. Thì mấy cái nhung này này còn đen không? Đấy, cái nhung mà có đen là được. Đẹp dã man luôn, chị tươi ok, chị yêu nhà mình. 100 ngàn đồng, chất liệu thì quên sầu luôn. Đẹp như này, dày dặn như cái này luôn. Gần như là nó giống như là một cái dạng hai lớp đấy. Các chị ạ, mã hàng cách số điện thoại. Bộ tím trên 3G bán chưa?
Bội em chưa, bội em hàng đang về chứ ạ, bên Trung Quốc đang gửi cho em. Đây xinh như này, đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. Form là quá là dễ mặc và đỉnh, cổ đẹp cực kỳ. Đây, thích bỏ ok. Bỏ luôn chị yêu ngắm này. Đẹp mà, cái này chị mặc kể cả là chị mặc bình thường với quần bò hay với gì cũng đều ok, đều đẹp nhá. Đây, form của nó sẽ là như này. Em thấy rất là xinh, rất là nhã nhặn. Bên ngoài cái áo nhà em nó quá là sang luôn, em bán 100.000 đồng. Bên ngoài nhà em nó quá là sang mãi luôn và em bán nó có 100.000 đồng. Và độ giãn thì em nói thật với các chị là cháo đó. Chả áo nào giãn bằng áo này, giãn hay không giãn nhá, hàng em nó không co giãn, nó không bị giãn ra. Đây là các chị ơi, chốt thoải mái mã này luôn, khỏi lo. Nhung kia đây, một chồng nhung kia đây, không còn màu gì mang đây, chị có nhìn nó chọn được. Bây giờ em còn vài con quần giày lính, chị lấy size gì hả chị Là Vũ ơi? Size gì chế ơi? Vào đây mà chốt mã này, mà biết chốt làm sao nhỉ? Bây giờ nó bị lẫn lẫn như thế này. Xong qua lỡ ẩn comment đoạn đầu hay sao mà không thấy chốt như cái mã quần này nhỉ? Mã quần ngố này. Thôi được rồi, thế thì cho sang mã hôm nay đi. Nhưng mà còn toàn 27 thôi. 99 như một cái, toàn ngố đấy. Chị nào lấy xanh thì báo, chị nào lấy làm gì thì báo, mình sẽ lên cho em mã là C12 ạ. Trời ơi, đẹp lắm, C12. Nhưng mà em chỉ còn size nhỏ thôi, nó tương đương với size S ấy. C12. Em còn 1, 2, 3 chiếc xanh này. 4 chiếc dằn em ơi. 3 xanh và 4 dằn. Em sale được 99.000 đồng. Cho em mã là C12. Tất cả đều như này này. Đẹp lắm, các chị có thể ngắm luôn là cạp chun. Hàng đẹp sau dằn đi, đây 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 để em lên cho. Mã là C12, tranh thủ cho em này. C12 và cách số điện thoại. Đẹp long lanh luôn. Áo em mặc 100.000, mã hàng 553. Áo chị đang mặc 553. 553. C12 thì phải báo màu cho em. Ví dụ như Hường ơi cho chị lấy là cái ngố xanh đi. Ngố của nó đẹp lắm, ngố 6 túi nó xịn lắm. Hường ơi cho chị lấy cái ngố xanh đi, cái này nó sẽ là hàng kiểu luôn, hàng trên gối đấy. Đẹp tuyệt vời luôn. Ok chị Là Vũ nhá, chị Là Vũ bên đấy vỉ 2 năm nay rồi em mới bắt đầu bật lại 3G bên đấy bán nên là chia sẻ like cho em đi. Đấy thì số lượng em báo các chị rồi. Hàng rất là đẹp nhưng mà ít lắm. Một xanh, hai xanh này. Ba xanh thật em ơi. 4 dằn. Tổng 7 cái, 99.000 cái. Chị không vừa đâu, C12 của em size nhỏ thôi. Bao nhiêu tiền một quần em đang xả 99.000 đấy chị Kim Chi ạ. Bên đấy của em các chị chia sẻ like cho em nhá. Tại vì là phải 3 năm rồi, bây giờ bắt đầu mới bật lại. Bán hàng lại, bây giờ em tặng mình, chị em mình nhanh tay chốt được mã C13 này. C13 này đen này có mấy con hả em? Con thì có S và M ạ. S và M, màu đen à? Nó cả màu xám. Đây, màu đen và xám, tặng mỗi cho em một con áo khoác nhung SC và M, 120 một cái. Nhung hẳn hai lớp luôn, tặng trẻ em mình với giá là 120.000. Đẹp long lanh luôn. Đây này, S nhưng mà S của nó là 50 cân đấy các chị, M là 55 cân nhá. Có này form khá to, mình lên mã cho em nào. C13. Vẫn nhớ em ạ. Vẫn nhớ em ạ, cảm ơn chị ạ. Chị các chị mà không thấy em cứ vào Hường Nguyễn VIP là ra nhá. Trần sớm á, thôi em chia mỗi người cái, chị ạ, có mỗi mấy cái hàng mà cho chị hết thì các bác đi săn các bác lại không được ấy. Vì là gì dù gì nó cũng rất là rẻ. Đây thì em sẽ xả các chị. Hai màu này nhá, đây là màu xám và màu đen thì hàng hai lớp mà. Hàng này của em bình thường bán của nó 250 áo rồi. Thì bây giờ em mang đây em sale cho các chị là có 120. Đấy, thì là em có tổng vài con thôi. Không có nhiều đâu. C12 dằn đi rõ ra cho em như thế nhá chị yêu. Ngố dằn gì là C12 chị ơi. Kiếm chị con ngố nhưng mà nó chưa về được hàng ấy bác. Chia sẻ like cho em đi. Áo len đen 100.000 cho chị nhé. Áo len đen 100.000 là con này thì ghi cho em mã là 553. Bây giờ là chốt hàng là các bác phải lấy mã. Các bác cứ cho chị con nọ cho chị con kia thì làm sao mà nhớ được đúng không? Đây là một con khoác hai lớp này. Xinh, trẻ trung, Hường 50 cân, mặc S vẫn rộng rãi thoải mái. Các chị lên cho em mã là C13. Ok chưa? Đây em đang mặc là S, không phải M đâu. Cúc đá xuất sắc lắm và em sale quá dày. C13, đen và xám chốt đơn. 55 cân chỉ được lấy M nhé. Bởi vì nó rất là to. Nó rất là to, C13. Lên áo... rồi, ok chị Phương Hoàng, chị Tuyết Mai, rồi chị Hiền. Các chị ơi chốt đi, còn mã này là C13 nhanh tay lên. Đẹp như này, màu đảm xinh. Nhà em này, nhung tâm này, pha gen huyền tiểu này, hai lớp. Quá đỉnh và xịn, và em tặng 120. 120 thì mình làm một cái bài tính đơn giản là à, Hường ơi, bây giờ tao đi ra chợ đi. Tao mua một con áo phông rất là bình thường rồi. Hường ơi, tao mua 200 rồi đấy. Mà con áo nhung đẹp xịn nhẹ khoác. Đẹp như này, kiểu như này. Nhờ kể cả bên trong các chị đóng thùng cho em thì lại còn mê nữa, đúng không? Mày bán 120 chị thấy Hường ơi quá rẻ. Đấy, đúng không các chị? Lên luôn cho em đi. Em 50 em mới mặc S bởi vì form rất to đây này. Các bác nhìn 50 này. Rồi S mà hàng của nó lụa mềm.
đẹp, 300-400 nghìn một con áo. Đấy, bây giờ các chị cứ vào đây là các chị, thật ra là em cũng đang thanh lý lỗ rất là nhiều, thanh lý lỗ rất là nhiều chứ không phải là không đâu. Bởi vì là có những cái mã thì phải chấp nhận đi các chị. 3 con, 5 con thì làm sao mình gọi là mình bán 300 mình giữ được nguyên 300 đấy, hay bán 250, 120 giải quyết lốt. Hai lớp và mềm đẹp như này mở các chị nhá. Xuất sắc luôn, mã này sẽ là C13 màu xám đấy các chị. Thì em có hai màu. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Hàng kiểu của nó mà. Này, các chị nhìn này, cả một con mà cầu vai này, tay vừa in luôn đây này. Mình sẽ mặc như này này, rất là đẹp. Các chị mix đồ gì mà chả mê đúng không? Cốt kiếc của nó đấy, vạt của nó này đẹp lắm. Tất cả đây là đều viền ren. 120 nghìn. Trời ơi. Ngố dằn và ngố đen, ngố xanh em hết xin các chị dừng nhá. Mã này thì bây giờ các chị ơi mình chốt giùm em mã là C13 là được ạ. C13 cái số điện thoại SM. Rồi, qua mã đi và em sạc 120 mà. Đây em cho thêm con giữ nhiệt hàng đẹp này. Đấy, bây giờ ra đây mà săn hàng đủ size này. Con C14 này, tay ren tặng 99 nghìn, dơ con áo thấy đẹp ấm lòng luôn rồi. Dơ con áo thấy hoa hậu rồi, xinh quá rồi. Con này mình comment là C14 chị em nhé. Con này nó sẽ có một cái viên ngọc rất là to. Cháu chào cô Phương nhà mình ạ. Rất là to đây đẹp, em bán 99 nghìn. 99 nghìn một con SMLX. Trời ơi đủ luôn. Các chị thấy đã phê chưa? Mắt của tôi đâu? Mã này á? 576. Mã là 50-1272 em nhá. Mã C14. Rồi là Vũ em vẫn thế. 1272. Đây ừ 1272. Nhìn thấy 2 và đọc thành 4 thì không biết điều gì luôn. Mã này sẽ là mã C14 ạ. Hy vọng các chị chốt được cái mã này, nó rất là đẹp. Các chị nhìn một con hàng của nó này. Hàng Quảng Châu này, áo này, form phía của đẹp và nó siêu giãn luôn. Con này đẹp lắm. Các chị ạ, 250-300 còn rẻ, em bán siêu rẻ cho. À, cuối giờ gọi cho cô Vân, cô Phương ơi. Tí nữa Huyền ơi, cuối giờ gọi cô Vân nha. Chị mua mấy bộ 3 chi tiết đưa nhầm size. Thế à chị? Sai là thế là chị giặt thì chị phải lé lé đâu ta. Chị giặt mà chị ngâm là nó sẽ bị như vậy đó. Đây là các chị này, đẹp và xinh, cứ gọi là lung linh luôn. Ai lấy ở em nha chị em. Tay bèo ren đẹp, tay của nó này tay tơ luôn. Tay chất liệu tơ lụa luôn, rất là xịn. Các chị ơi, 40 cân đến 65 cân. Đây này, nó còn có cả cái khuy cài chị em mình nhá. Đấy, có 99 nghìn thôi. Áo em đang mặc thì có 100 nghìn thôi chị Kim Trung ạ. Cho em cái 13cm. Vâng bác ơi. Mã này là C14 này, đây này, nó còn có cả. Ờ thì cái gì hoa. Có nghĩa là cái hoa, cái thì có hoa, cái thì có tang cài, ok được, gặp vào cái nào lấy cái đấy. 100 bạc cơ mà các chị công nhận không? Nó rẻ và về sở chất là nghiện luôn. Cái gì ạ? À? Em xem hình đại diện của chị Hường mà không nhận ra. Lom như thiếu lữ rồi, lại còn có cả ảnh thiếu lữ cả. Trời ơi, chị ơi em giờ là thiếu lỡ rồi các chị ạ. À, áo này chị nhận rồi, đẹp lắm. Vâng, còn bộ nhung đỏ, còn bộ nhung nào cho khách nào? Không chị ơi. Bộ mùa hè có luôn. Bây giờ các chị vào đây, em đã bảo em có một cái nhu cầu là em phải siêu hết kho này. Em gom tiền, em chuẩn bị đi lấy chồng rồi. Các chị phải vào ủng hộ cho em nhá. Đây, đẹp như này. Nó sẽ có cái thì cổ hoa, này có cái thì tang cài đẹp mà SMLX. Mong các chị chốt được với giá 100 ngàn đồng rất là rẻ. Tiếp, còn cái này em ơi. Đẹp thế, 576 lên mã luôn ạ. Mã này là 5. Ừ, đúng rồi, xinh chưa? 576 tặng 90 ok không? Mã này là 576 tặng 90 có ok không ạ? Rất là rẻ. Ờ, bánh sinh nhật, áo giữ nhật mình nhận được hàng quá đẹp mà quá rẻ. Thank you chị yêu luôn. Đây các chị ơi nhìn này nha, mặc lên là gọn đét luôn. Người xinh thôi rồi luôn đấy. Con này nó sẽ này, các chị mà đồ giữ nhật đi đâu mấy gì không đẹp, mặc gì cũng đẹp. À, mua hai bộ mấy ngày rồi mà không thấy gọi này. Huyền gọi cho Ngô Thị Trang hộ chị nhá. Con này xả mấy chục đây, 90 mã hàng nào. 576 đơn. 576 mời chị em, 90 nghìn tay phê cho. Tay ren chấm này, phê ơi phê luôn. Tuyệt vời luôn. Hay là chịu mua 20 nói chung là em bán rất rẻ và lỗ. Nói chung là như vậy. Bộ xi lai còn mấy này? Xi lai còn bây giờ thôi ạ. Còn chục bộ thôi. Em còn 10 bộ. Một bộ hàng mà em nhập vào 450 với 550 nhá. Em sẵn sàng em sale 299 thì em mong là các chị nhà mình sẽ được cái món quà này ngày hôm nay. Em mong là các chị nhà mình sẽ gọi là chốt được mã này vừa sai này. Đấy, các bác này, nhìn luôn. Đẹp chưa? XL, mê luôn ấy. Bộ C-Line tay dã man luôn. Bộ này là tay có chữ C-Line luôn này. Đỉnh không? Em nhập là 4,5. Cái thời điểm mà em nhập 4,5 là qua Tết. Em nhập bên Trung Quốc về là 4,5. Còn cái trong Tết ấy, mà em nhập mà bộ này mang về là 550. Là 550.
Giờ em bán 299, tùy các chị cảm nhận thôi nhá. Mở con hàng ra này, nên mẩn luôn này. Hai lớp, không phải một lớp. Nên bộ mùa hè được. Em ơi xem bộ mùa hè sắp xếp đi, còn mã nào lên đường lốt đi. Hồ sen cho em gái xin số điện thoại. Đây các bác ngắm nghía đi. Các bác gọi là thực mục sở thị đi. Xem một cái bộ nhung này em ướm thử nhá. Vốn dĩ là Hường thì phải xem mờ thôi. Nhưng Hường vì các chị yêu mà Hường lên hẳn là con gọi là như là hai, con gọi như là XL. Bộ mùa hè đấy, mấy cái bộ gấu kim sa hàng đẹp đấy, mang chị Thanh Lý. Bộ đùi bộ điếc đây các chị ơi, chỉ cần em mặc rộng nhưng mà các chị chỉ nhìn cái áo không thôi. Đã thấy à rất là xinh rồi, con nhung này thần thái quá. Con nhung này đẹp quá, hai lớp này các chị này. Mê như này này, bình thường mà áo một lớp là xỏ tay là cứ lòi ra ngoài, nhưng con này đã phê chưa? Mặc khoác mặc phanh cho em quá là đỉnh rồi. Mong là các chị chốt được mã này rồi mình lên mã cho em nào. C15 ạ. C15 nhá, các chị có đơn. Mã hàng này sẽ là C15 đỉnh của đỉnh luôn. Chứ không phải là không, nguyên một bộ như này. Nhưng em cũng chỉ, ok chị Hạnh Bích ạ, cho em gái xin số điện thoại. Nhưng mà em Hường cũng chỉ có chục bộ thôi. Các chị ạ, chục bộ là nó quá rẻ. Bác ơi L được nhá, L mạnh dạn lấy X cho em. Em có 50 cân em mặc M đây này. Chị này, bởi vì sao em lại bảo các chị thế? Cái form nhà em thì nó quá là vip, quá là dễ mặc. Nó nằm cho cái gọi như nào, phân khúc cao cấp và cái form của nó quá đỉnh luôn. Các chị nhìn này, ví dụ em này, các chị hình dung đi, size L của các chị là 55-57 cân ạ. To hơn em một chút đúng không? To hơn em vài cân, đẹp luôn, xinh luôn. 299.000, mã là C15. Đấy. Không cần là phải em ơi L, đôi khi cái số nó là đánh thôi. Nhưng mà mình lại là ngắm nghía form hàng, tay chất cho chị em. Tay quá chất luôn, kể cả mặc không như này, tưởng đâu đấy là một cái con áo như kiểu là áo rời các chị ạ. Đây này, quần ở đây này, dây rút ở đây và chị nhìn form quần chị đã thấy ưng cho quá đẹp rồi. Ai mặc cũng được luôn, giá rất là rẻ. 54 cân L cho em con này luôn đi. 54 cân hơn em 4 cân cơ mà chị. Thì em vẫn bảo các chị là chốt từ 45 cân không vừa. Thì em vẫn bảo các chị là 44-45 cân đến 60 cân các chị chốt cho em size X đấy. Váy chị mặc đi ạ. À? Không, em hết rồi bác Hồng Lý ạ. À. Con này em bán hết sạch, em còn mỗi con quần đùi. Giả váy em mặc thi thoảng em phối áo em báo bác cho dễ. Đỉnh chưa? Chất liệu nhung quá tuyệt. Mong các chị chốt được mã này. Chưa đến 300.000. 299.000. Gọi là xuất sắc luôn. Cổ này, cúc này, quá đỉnh. Quá đỉnh. Gọi là xuất sắc luôn đấy các chị. Chốt nhanh của em. Phê nhỉ, hai lớp mà. Xinh cực, chị Thu Vương vâng. Chứ mà rẻ đẹp, các chị chốt đi. Nó rất là rẻ, chứ không phải là rẻ vừa. Xong cho chị xin ít quần ngố dằn nhỉ. Em ơi, cái bộ xanh hàng cao cấp lại còn size gì? Xanh NV cao cấp còn mấy bộ? À, còn 5 bộ đúng không? Em ơi, ghi luôn. C16. C16, các chị vào luôn. C16 XL chốt nhanh, 60 cân quay lại. Chị Lào Cao được 62 cân. Riêng cái bộ lỉ này nhà em dày và đanh kinh khủng khiếp luôn. Chất rất xịn, mã là C16, em sale cho 250. Đấy thì các bác cứ vào, cảm thấy vừa, ưng thì các bác săn. Còn nếu mà không thì thôi, không sao cả. Bởi vì cái sản phẩm em bán là mua được đã là may rồi. Nó rất là đẹp, nó rất là rẻ. Đẹp nhá, nhưng lại rẻ nhá, nhưng mà quá xịn luôn, đúng không? Đây, chất như này mà không chốt thôi à. Đến cầu vai các chị nhìn cũng đã vip rồi, nó cũng đã khác bọt hoàn toàn với những cái hàng bình thường 300-400 một bộ rồi. Bởi vì sao những bộ này em đều 800-850 đấy các chị. Đẹp lắm. Em xả 250 thành nhí lốt. Quá là bèo. Này, mã là C16. C16 đỉnh ạ. Chưa? 250. Nhìn con quần đã đỉnh chưa? À, đã sướng chưa? Ôi. Form của nó là úi trời ơi. Nó đẹp các chị này. Sướng quá là sướng luôn, một trong những bộ lỉ mà em ưng cái chất nhất. Quá ranh, quá sướng, quá mát, quá xịn, chất thích lắm. Vâng, nhung đâu size L ghi em mà 15 chị Mai Vũ. Em có X thôi, chị ưng thì lấy. Đấy X thì hiện tại là cái form như em 50kg đó. Là em mặc lên đó thì bác có ưng không? Đây, ngay sau hôm nay xả bom tiếp nha các chị nhá. Mã này là C16 tiếng quá ít luôn. Và cho chị xin một mã quần sóc dằn đi. Sóc dằn. Quần sóc dằn của nữ. Khách đang hỏi. Ừ, mã xả đi. Hello, chị Liễu Nguyễn. Lâu lắm rồi mới gặp chị. Hàng bom tiếp nha. Ôi giời ơi, bộ này mới nhận 35 năm. Đúng rồi đấy chị, em còn 5 bộ ấy. Em xả rẻ. Em còn 5 bộ em xả rẻ. Em ơi, khách muốn xem lại C14 chữ nhật là cái gì? Không có mờ như hàng. Đâu đưa đây. Bị bom này, em xả bộ kem đẹp dã man. Bộ kem lính, đợi em tí đi. Hàng bom sẽ xả rất là rẻ đây. Cái gì 72? 1272 chị cho. 1272 hình như là áo em vẫn vứt chưa gấp được kìa. Áo
À, khéo đây, đây, đây. Hai con. Khéo có phải đây không ta? Đây, 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 đây. Đây chị. Con 14 đây nhá, đủ size rồi. Các chị này, con 14 đây. Con 14 đủ size siêu đẹp, các chị lên xem là size 14. Size 14 này, đủ size siêu đẹp chút nha. Số lượng ít, đấy, sao được cái nào còn nhiều mà. Bộ này này, em đọc sai các chị chốt là size 17. Sau giảm đây, đợi Hường tí nào. Chia sẻ like cho Hường để Hường lấy động lực lên hàng nào. Con này là size 17. Thường có L, XL. Không, có L này. 2X, 3X và 4X ạ. L, 2X, 3X và 4X size to đùng luôn và Hường tặng 450 luôn. Con này hàng hiếm đấy, hàng của nó là màu be. Chia sẻ áo 4 túi, quần 6 túi, tổng bộ là 10 túi mà hàng nào. Size 17 ạ. Size 17 kèm size L, size 17 kèm size 2XL, size 17 kèm size 3XL và size 17 kèm size 4XL. Ai đã mua nhà em 67-800 thì biết rồi. Quá rẻ đẹp, quá đỉnh luôn. Ai đã mua nhà em 600-700-800 một bộ biết rồi. Bây giờ em xả 450 mã là size 17 kèm size. À, em ơi, bộ size vừa xong có mờ không bác ạ? Bác Nhung ạ, à, em báo size luôn. Em thanh lý là nó nẻ size là em báo luôn tại trận rồi đấy. Nào, chị Ân đi, con này có size gì? Có thể 26-31 ạ. 26-31 tặng 70.000. Các chị ơi lại phải nhanh rồi. Không có là không có đâu ạ. Số lượng ít lắm. Cái con này hôm qua đóng quá nhiều và bây giờ số lượng rất ít. Em tặng cho 70.000 mã của nó là C18 ạ. Mã của nó là C18, 26 đến 31. 26 ở đây có nghĩa là 35 cân. Cho đến là 65 cân sẽ vừa mã này. Một cái mã sóc rằn đóng đinh này, đẹp kinh khủng luôn này. Mê thế, chất của nó xịn này, nó làm khuy này, làm đinh dọc xít bên trong luôn này. Có mấy cái chục nghìn. Đấy, các bác biết đồ lính em nó rất đắt mà bây giờ là em bán vui thì em bán thôi. Em vui thì em bán các chị nhé. 70.000 mã hàng lên là C18. Chị em ok chưa? C18 chốt đơn nhanh. Lại còn đầy đủ sai số nữa chứ, tạp khóa này, túi này, xịn mê luôn này. Bộ vừa xong bao nhiêu? Bộ vừa xong là bộ nào? Bộ vừa xong bộ xanh hả chị? À bộ vừa xong 450. Bộ mười mấy 450, C17 à? C17 ạ. Rồi, các bác ơi có nhé. Phương Duyên lấy vài bộ mà bán, chất đẹp lắm. Cho chị C18 Ngọc Lan vào. À, bộ vừa xong mã là C17 chị Dung nhé. Dung ơi, chị Thủy ơi, ok. Tiếc quá chị Nhung Đàm ơi, cái đấy đúng rồi, không còn sai cơ. Tầm này là em bán lỗ nhưng mà còn gì bán đấy. Nó cho nên là nó không để nào mà nó đủ size như kiểu mình yêu cầu ở đâu chị ạ. Chị yêu ạ, chị Phạm Phương Anh có đấy. Chị Huệ Lê có chốt ạ, BB có rồi. Chị Toàn Nghê, Ngô có. Toàn Ngô, Đồng Thành Toàn Nghê này. Ai bảo chị Toàn cứ trêu em cơ. Cho chị xem lại C17 được. C17-31 đừng, C18 nhá. Mai Linh ơi, con này là C18 size 31 hàng hiếm và em tặng có 70.000. Bộ nhung tâm đỏ để mình mua một bộ mà chưa có bộ màu đỏ. Nhung tâm đỏ còn bộ nào? Ôi chị ơi, chị thông cảm cho em hết sạch rồi đấy. Nhung Trần ơi, hết sạch, tiếc ghê luôn. Không còn, thông cảm cho em nhá. Nào, có 70.000 con quần mê hẳn hoi luôn, đẹp quá. Con xước gấu là bao nhiêu? Có 26, 27, 28, 29 có một con. Xước gấu là em có thấy Ngọc Lan nhá. Vâng, em có thấy và em đã đọc chốt rồi đấy ạ. Ờ, các chị ơi, con này thì mình hãy ghi cho em là C19. Em có 26, 27, 28 và 29, nhưng 29 có một con thôi. Tặng các chị lốt này, 70.000 con này xước gấu hàng kiểu đấy. Con này gấu của nó quá đẹp luôn. Nếu như ai không thích xước gấu phải không ạ? Mình may gập cho em, ok ngon luôn. Nó làm xước mà, nó làm ba đường, làm xước rất đẹp, xả 70.000. Thì mình lên đơn nhanh cho em mã là C19, 26, C19, 27 và C19, 28 và C19, size 29. Chốt đơn nhanh cho em. Mình nhanh lên nhá, 70 thôi, có 70.000 đồng á, các chị ạ. Nhanh lên, lưng cặp cao, túi sau quá là đẹp, màu rằn mê hẳn luôn. Giá rẻ bèo, các chị ạ. Giá rẻ bèo, em nhận hàng nhà chị đẹp và rẻ. Không muốn bán bộ nào, cũng muốn để lại, thế thì lấy đâu mà. Trời ơi, cứ bán đi. Giờ ít nữa gặp em mùa hè lại đầy đồ nhất lách. Đầy đồ nhất lách, thôi C19 qua mã luôn nhé. Tại vì số lượng nó ít. Hàng hè thì em đang có cái mã này rất là hot này. Đang có cái mã này mà... có S không? Có chứ. Bộ này còn trong kho thì em thanh lý thôi. Chứ bộ này nhà em nó nhập nó đắt ạ. Bộ này nhà em nhập vào là 370 rồi. Bộ kim sa này nhập 370 rồi. Bộ u mì mà, hàng Quảng Châu mà, đây này. U mì này, sống chạy giữa lại đẹp cực. Thì mã này lên cho em C20. Có S thì vậy. Có S không? ML và có mũ tặng 180 nhá. Gấu kim sa hàng kiểu M và L, hàng cao cấp lắm. Con này to, đẹp, rộng, xịn. Đây này, các chị nhìn này. Kim sa hàng kiểu, comment cho em mã là C20. Thì em chốt M, chốt L, cam kết các chị ở bộ này đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Form, dáng, chất là không chê được vào đâu luôn ấy. Đây là các bác này, không chê được vào đâu. Đây là
cái bộ này nhà em là các bạn đến hàng mới nhé, mà không có là lượt gì đâu. Các chị nhìn như thế, còn riêng mà cái dòng hàng cao cấp này nhà em thì yên tâm cho em mà không bao giờ gọi như là bị nhăn một tí nào. Mã này là C20, cũng mong là các chị chốt được, bởi vì em bán là giá quá rẻ rồi. Em bán đây là em bán sale rồi, chứ không phải giá bình thường. Em đi buôn về em bán các chị 190 thì nó sẽ chỉ là hàng quá bình thường. Nhưng hàng em buôn về đắt mà em còn lại mà bị em bán là giá rẻ thì các chị mua đấy mới là đỉnh của đỉnh. Áo H40 bom còn không cho em mã nhé, còn C18 Huệ Lê. H40 thật em không nhớ mã đấy là mã nào. 40 còn không? H40 còn không? H40. Hello bên kia các chị ơi, chấm bài chia sẻ like cho em đi. 2 năm mấy like fanpage đấy. Có ạ. Có chị ơi. Áo cộc cần gì có cổ đấy. Mã 150.000. Huyền vừa bảo có 5 bộ ích. Nhưng mà 5 năm cận ok chốt được mà. Quần ý là đang đổi về đấy ạ. Không có chị trường ấy. Đẹp nhờ, có mũ chất xịn này, chốt cho em này. Quá đẹp luôn. Có mũ chất xịn. Ngố lên mà, size gì? Có từ 28, 29, 30, 31, 34 và 38 ạ. 28, 29, 30, 31, 34 và 38. 89.000 cái, nhanh tay. 89.000 dòng ngố lan, thanh lý nhanh nhá. Các anh chị nhá, nếu mà mua sau là nó hết thì không, thì thôi, thì rất là tiếc mà mua trước rồi đắt hơn vài chục nghìn thì đừng tị giá em, bởi vì nó cũng đang nảy sai rồi. Cái kẹp quần kia đưa đây kìa. Kaki chất đẹp lắm, mã là C21. Kaki chất đẹp mê luôn. Con này vào hè bắt đầu bây giờ mới bắt đầu bán đấy. C21, thế nhưng mà lại thì nhí luôn, 89.000. Thì em vẫn nói nguyên cái nguyên tắc của em đấy, đôi khi bán hàng bán hóa thì phải thông cảm cái phần giá nhá. Các chị nhá, đầy cái em chịu lỗ thôi chứ cũng chả phải là các chị ơi được nhiều mà hôm trước bán này, hôm sau bán giá này không có đâu ạ. Đấy, em thanh lý luôn các chị lỗ nhá. Thì cố gắng mình chốt cho em mã này là C21. Và cách cho em dùm em cái số điện thoại của nó ra. Size số điện thoại ra. Thì mình có thể chốt từ 28 à. 28, 29, 33, 34 và 38 ạ. 30, 31, 34, 38. Thì các bác chốt đi. Con dàn khói này là quá VIP. Em nói luôn là con dàn khói này là VIP mà các chị ơi, mặc sướng lắm. Quần này là quần khóa, các anh mặc đi làm, đi chơi, đi lái xe, đi thể dục, đi đâu cũng được. Chất quần quá sướng. Lên đúng mã cho em là C21 chốt đơn nha. À, 31 tầm 65 cân, 31 tầm 65 nhé. 29 sẽ tầm 50, 30 thì tầm 29 thì tầm 50 đến 55, 30 thì sẽ là 55 đến 60 và 31 sẽ là từ 60 đến 65. Mỗi cỡ thì nhảy giúp em là 5 cân, 5 kg và sau đấy sẽ tùy theo cái chiều cao thì em sẽ nhặt size cho. Chốt được hai áo mà lại hết hàng, chán thế là chị Chi Quỳnh, tiếc nhờ. Nhưng mà làm sao giờ, nó rẻ nó đẹp thì đấy nhanh hết. Thôi hôm nay săn lại cho em. Thích áo dàn di gì? Em sẽ lên cho áo dàn di. Đâu áo dàn di tổng là tất cả áo dàn di chỉ có này rồi. Thế ở đâu lẻ sai mang thanh lý rồi. Ít thôi nhưng tóm lại là mấy nghìn hàng. Áo mấy nghìn cơ mà trông ít nhở. Mấy nghìn hàng mà ít áo thật. Thế cái này có sai gì? Cái đây có sai là 7 bộ luôn. Thì đây các chị ơi. Cái từ L mãi. L đến mãi gì? Thôi các chị vào chốt đi. Bây giờ là em hết sức gọi như là chân thành. Xin các chị hai lượt chia sẻ về trang và một lượt thả tim thôi. Các chị nhá. Để lấy động lực bán hàng các chị, chứ ngày hôm nay bán thế này thì thấy cái gì mã nào cũng deal giá rất là tốt cho tất cả các chị khách hàng rồi. Em nói thật lòng luôn. C21 chứ không phải 31 nhá. Chị Nguyễn Ngọ nhá. C21. Bây giờ thì đây này, tí nữa đây chuẩn bị vào vài chục nghìn này. Mấy nghìn hàng nhưng mà sao có thấy nó in ít đấy các chị ạ. Size 7 bộ size X à? Vâng ạ. Quá cao cấp, chốt nhanh cho em nào. C22 250. Em cam kết là con hàng này thì em nói nó quá cao cấp. Mã là C22. Màu vỏ đỗ đẹp đỉnh luôn, màu quá hiếm trong các bảng màu. Vỏ đỗ pha xanh chất đẹp. 63 cân, 62, 63 cân quay lại mà mua. Cam kết luôn nhá. Nhận hàng nhà em chỉ có quá đẹp rồi người, 250 bởi vì buôn là 550 rồi. Bây giờ còn 7 bộ. Còn 7 bộ chỉ cần dơ cái quần là nhìn cái là mắt ưng lòng mộ ngay. Nó quá đẹp. Nó quá là hinh luôn đấy các chị ạ. C22 250 mua bằng một lửa giá người ta nhập thì còn gì nữa. Đây mà không chốt hả rồi. LV này, về cầm bộ quần áo kia cân thử nhé. 1,1 kg, 1,2 kg nhận hàng. Còn không thì cứ giả hàng cho em. Không bao giờ em thắc mắc mà nó dày, mà nó đẹp. Form cạp nhìn đã sướng chưa? Hay lại bảo là chút chích. Thì link lên số điện thoại cho em, đúng không các chị?
mã là C22 vừa Toàn ơi. Toàn xinh gái ơi, vừa chốt đi. Nó đẹp lắm Toàn ạ. À. Bộ có bộ nhỏ nó 54 cân thì từ đợi em Quỳnh Chi ơi. Trời ơi nó đẹp lắm đấy. Hôm nay về lại em ơi tao biết thế tao chốt từ lâu rồi. Tao biết thế tao mua vài bộ đó mà có chất nó xịn. Chất nó quá là xịn luôn, áo túi hiền hoi mà. À đẹp lắm, nói chung là mong muốn các chị chốt được. Bộ này còn mấy đây? Một bộ ạ. Em ơi thế mà hôm qua đăng bài bao nhiêu là các bác chốt nhỉ? À đấy bộ 16 khác nhau à? Một bộ mã hàng nè. C23 207 chả leo. Chả leo lâu nhìn cái bộ quần áo người ta sờ thì chắc nó sướng một chút đơn luôn rồi đấy. C23 207 size L. Ôi trời ơi lo đẹp chả leo 16 duy nhất một set. Các chị nhìn cái màu của nó gọi là ma thuật đó. Nó đẹp như này 46 cân từ ngân cao ơi, đợi hưởng tí. Nó gọi là siêu ma thuật luôn, nó đẹp lắm ấy. Các chị ơi C23 size L thì các bác ơi nhanh hộ em phát, bởi vì em thấy comment cái này em hạ xuống miền à. Đẹp như này đấy, xinh như này đấy. Nghĩ xem 270.000 tính gì các chị nhỉ. Mèo già ta mây trôi. Các chị ơi vừa nhận được hàng rồi và quà không đồng rồi, đẹp lắm chị cảm ơn. Vâng chị Hanh ơi, thank you chị yêu luôn. Hay xinh gái đã nhận được quà, đẹp không? 52 cân đã chốt được rồi nhá, L nhưng mà em ơi có lại 55, 56 kỳ quay lại cho chị nhá. Đẹp quá, xinh quá. 50, 52 được hết này, quẩy được hết này. Đẹp nhỉ. Mới bán xong rồi cho thấy comment rồi, phải giới thiệu cố lốt bởi vì nó quá đỉnh luôn. Đừng ai bơm hàng em tùm giờ chết đó. À, xinh ơi xinh này, bán lỗ vốn này các chị này. Dáng này thích quá. Ấm áp tuyệt vời mặt trời, một con mã chị em ơi. À, có bộ lưỡi có mũ hương vừa bán đấy, bộ lưỡi có mũ là C22 đấy bác. Nhung than hả? Nhung than còn mã nào không? Ừ. Em ơi áo này là có size gì? Có mã nào mang hết đây áo này. Số lượng nhiều thì tặng rẻ đi, ok. Được, L chốt, L này là 40-52 cân. 40-52 cân. 70.000 đấy, số lượng ít thì lại bán giá, à số lượng nhiều số gì nhỉ, nhiều hàng số lượng à, mẫu size ít thì bán rõ rẻ. Cho chị xin người khác ở đây, cho chị xin người khác ở đây để chị hướng dẫn các chị gì nhỉ, khoe cái form hàng. Mắc. Xin cái áo khác nữa ra đây, áo này à, áo này à. Ừ. Áo đằng sau là có sao chị em nhé, áo đằng sau có sao chị em ngắm rất đẹp long lanh. 70.000 24 nó đây. Ừ một mẫu thôi. L nhiều à? Chị Lâm mặc đang bán cái này cho hết thì có mấy chục nghìn bạc cái áo này à. Mã 24 này. 250 một cái. 250 với 220 200 một cái. Mã hàng đẹp. Mã cục lúa. Lúa à trời, sao đi. Trời ơi đẹp lắm. Sau lưng, sau mông, sau đứt đi. 220 à quên 70.000. Các chị ơi nói là lại cửa cứ sang cái cửa mõm thế này chết rồi, có 70.000 thôi, em đọc lộn đó. Bộ nhung đen sau 270 thông cảm em nhá, đây đẻ làm nó cứ ịu ấy nhịu ấy. Chị Nguyễn Thị Loan ok chị yêu, hay nhận hàng đẹp quá, thank you chị. Đây này à, làm cái set như này này mặc đi chơi em thấy ok ngon đấy. Bộ nhung này 270 được chị, bây giờ vào đây tặng mã này đi, 180 cho nó máu lửa nhá. 300 hạ 180 hết hàng, 350 đến 180 đến 400 thì thành 180 chỗ nhanh. Không, mét 47. À C23 là cái gì? C23 nhung nâu 16. Đây ạ. C3 hết rồi trải à, thôi, chọn cho mã khác đi từ. Cho chị xin là cái con lờ bé kìa. Đấy, đẹp chưa? 180 nhanh. Chốt cho em mã là C25. Em mặc size L đấy chị. Em bảo rồi 40 52 đều được, hàng này nó dậy rất là co giãn. Đây. 40-52, em 50 cân mà người em mặc tròn ấy. Siêu tròn ấy, mã em mà có 70.000. Xinh lắm, sao sau lưng nó tuyệt vời mà trời, quan trọng nhất cái chất quá đẹp luôn. Comment mã cho em gái là C24. Mã này là C25, 180.000 lẻ bài lớp xịn luôn. Này bà không đẹp đi, em bà lỗ lắm luôn rồi đồ á. Các bác ạ, à, 60 cân không vừa mã này đừng chốt. 60 cân ra mã khác. Chả lẽ tôi bán lấn mã cho xong không? Lấn mã thì cái em size ấy là cái chữ gì à? Có từ L đến 3X. Ừ thì được, đợi tôi một tí tôi bán cái đấy. Các chị đợi em nhé, em sẽ có một cái mã rất xinh cho các chị. Mã này là C25 180, ok. C25 180.000 đồng. Áo mặc không có XN, đợi đi em sẽ cho mã khác XN. Hoặc chia sẻ like mua hàng giá rẻ cho em nào. Nhanh tay của em nào. Trời ơi, lỉ ép đẹp bài lớp. N và X.
180.000 đồng. Nhưng mà con này M vẫn ok nhá, hưởng 50 cân hưởng vẫn mặc lờ được đây này. Hưởng 50 cân nhá các chị nhá, để nhìn form này. Hưởng vẫn mặc cứ như OSPL luôn. Mã là C25. 180 lỉ em, lỉ ai lớp lỉ theo này, lỉ Tây Len này. Đấy. Đẹp thế. Chốt thôi. Mã C25. Các chị ơi, eo ơi xinh chưa? Áo thôi đẹp này, điệu nhờ. Đây ví dụ em 50 cân em mặc M thôi, con này em vẫn mặc L ok ngon này các chị. Quần nữa này, VIP luôn. Quần này, trời ơi dày và đẹp lắm. Cho chị năm các chị ạ, 180. À siêu lỗ mà các chị 350 em bảo rồi, 400 thì cũng quẩy 180 cho nó nhanh. Màu đẹp chưa? Màu này là màu ghi nhá. Màu này là màu lông của con chuột đấy các chị ơi, rất là xinh. Ghi thể thao quá đẹp, quá đỉnh, giá quá rẻ, gọi là quá ô là kê, chị em chốt được mã C5 này luôn. Đẹp thế này cơ mà 180.000 mà. Hôm nọ em bán là 220. Rồi nó bảo là chị ôi trời ơi, chị ơi sao chị bán rẻ như này, và ừ mai chị rẻ nữa cho biết mà. Như vậy là em đã sale 180 đúng như những gì em nói chứ các chị ơi, nó rẻ quá luôn ấy. Xinh quá luôn ấy, không biết là nói gì hơn một cái bộ mà khi mà các chị mà cầm vào cái sản phẩm nhà em là các chị cứ biết là ôi giời hưởng rồi. Chất lượng quá đẹp. Quá là đẹp. Em xíu nhanh nhá. Xe anh nha. Rui. Ok, tiếp tục nữa một tí. Cho con áo đen vào đây. Cho nó ngầu đấy chạy, cho nó giống Phú Nhị Đại. Đây con này. Vào đây chốt con 26 này. Đủ size nhá, nhưng mà hưởng tặng này. Em nhớ, đây là em lưu ý này. Các cái form này bắt buộc phải nhặt to hơn một size. Ví dụ chị mặc M này. Nhưng con này là L này. Còn L em nhìn thấy cho nó bé chưa? Đấy. Thì bây giờ chị em mình sẽ chốt là 40 cân đến 65 cân. À, con này có 1, 2, 3 chồng. 3 chồng. Chốt 65.000 cái lên luôn. Cho chị xin con to hơn một cỡ ra đây. 65.000. Chốt lên đơn chị em ơi, mã hàng C26 á. Chết này. Bao đẹp. Dài để dã man luôn. C26 xịn, em mặc lên cho các chị xem form nhá. 65.000 cả lốt. C26 các chị ơi, lên đơn lên C26 đơn. C26 65.000 đồng ạ. Xinh chưa? Con này là quá là xinh ấy. Đấy, các chị nhìn chưa? Màu sao đỏ ở cổ nhá, nổi bật luôn. C26 nhá, kèm cân nặng cho em. Quá là tuyệt vời. Em có size L đến 7X, nhưng mà thật ra là các chị ơi, cái này là nó chỉ bằng kiểu như là size L, nó chỉ bằng size M đấy chị. Bao giờ về set hai món em bán hôm qua chị Chi Quỳnh. Set hai món em bán hôm qua là set nào hả bác? Hello chị Trang Lê Thị Thùy Lâu mới gặp ạ. Ui đẹp mà. Con này cổ xinh dã man luôn. Ôi 65.000 chứ. 5.000 đấy ạ. À. Các chị thấy không? Mặc lên này. Mét rưỡi thế, chân dài này. Chết mất. Các chị ạ, C26. Cho đơn nhanh. Ok, toàn xinh gái. Ok, Nguyễn Hoàng, đấy tổng là xăm. Chứ cứ vào trong trang hỏi em hưởng là mẫu làm nào hưởng không biết. Còn một bộ thông lý 270 em ơi. Size L em nhé, hàng cao cấp này. C27 xả 270. Hàng cà vằn siêu đẹp, 450. Xả lốt 27. Em còn một bộ size L, nói chung là bác làm mà mặc vừa thì bác đấy khá là may mắn đấy. Tại vì nó quá là rẻ và nó quá là đẹp đấy ạ. Các bác nhé, nói luôn là nó quá là rẻ và quá là đẹp. Áo lính, áo kẻ lính cổ bẻ à, có chị Hiền ơi, áo kẻ lính cổ bẻ có quả lam, nam nữ gì chị không, hết hàng chị. Con hàng này bao đẹp, một bộ duy nhất. Mã C27 chị em chốt này. C27 270. À, cho chị xin cái dòng áo kẻ áo đen cao cấp đây kìa, hàng Hồng Kông xịn này. Đây đấy, bộ cái này còn một đúng không? 200 size L C28. 200. Bộ ngụy mặc mùa hè được, đợi hưởng tí. Cái bộ này còn nhiều còn ít nhỉ? Bộ đây hả? Tặng một là ừ mà. Còn ít được, em xả cho. Đợi em tí đi. Size L C28 đẹp chưa? Lâu tây mà lâu gọi là lâu uy tín luôn, lâu đẹp luôn, 200. C28 mấy chị ơi. Xinh chưa? Đấy,
không còn nên là em phải xả rẻ nhá. Nó hết sạch đấy ạ. Sale mũ đằng sau này. Hôm trước em đăng vẫn bán 300 đấy, 300 350 đấy. Nó bị bom một bộ về hơi tức mình một tí. Tôi xả nó hết. Trà leo này, trà leo 16 hàng xịn. Em còn ML. SML đi cho chị đi. C29 chị nhận được bộ đen size M, size nhỏ. Tăng lên cho chị size L nhé. Vâng, chị vào inbox cho em nhá. Có này 29 các bác chốt lẹ luôn này, 270. Nhưng chất đẹp lắm, nhưng cái mã này gần như em còn chả phải giới thiệu thêm. Bởi vì dòng này của em nó là quá là đẹp rồi. Các chị ạ, em tự tin nói là nói luôn các chị là những cái dòng này của em này, trà leo cao cấp này, quá là đẹp này, quá là xịn này. Một set nhung em đang mặc là size M. Chất liệu của nó tuyệt vời. Nãy giờ có người chốt đơn không dạ? Có chứ chị, nhà em vẫn chốt đơn bình thường mà chị. Bây giờ vẫn đang có người gọi điện cho các chị chốt đơn của những đơn ngày hôm qua. Và hiện tại là các chị ơi, nhà em đều có phần mềm là giữ lại những cái comment mua hàng của các chị nhá, yên tâm cho em. Bộ sau em là chất gì? Bộ sau em là chất nhung nha chị. Yoga, chất nhung nhá. Có lấy hết ít cơ, tiếc quá 270 chất liệu nhung của nó tuyệt vời chưa? Một bộ giày nó to chà bá luôn ấy, em là SML, các chị lên cho em là C29. Em có S gì ạ? M và L lên cho em là C29, thật sự quá đỉnh luôn. C29 trà leo. Có nghĩa là hàng chất lượng cực. Các bác cố mà săn em trả. Em trả nói xui dại làm gì đâu. Các bác cố mà săn được nó rất là đẹp và thị trường đâu có. Các nhìn ra những cái Mateo này, trà leo nhung này, nó xịn nó đỉnh như kiểu hàng thiết kế này, lấy đâu ra không có hàng đâu. Các chị lên mã hàng cho em là C29 ạ. Huyền ơi, cô Hương đang bảo là đơn cô đến đâu rồi, chưa đi sao ấy. Ừ, cô Hương trần cho mình ấy. Cô ơi, ma Huyền nó chưa cho đi rồi. Hả? À đi rồi, để thì xem cho cô đang ở đâu. Không cần đọc tên thì máy lính cho bình thường nhé. C29SML em qua này. Không cần đọc tên, ngực to 100 cân vừa không? Không chả. Rú mà thôi sẽ không vừa. Chị ạ. Ôi giời ơi. Cho em lên con Hồng Kông kẻ nhỏ là C30 nhé. 2X em có 3 con, còn lại em có M và em xả 135.000. Đấy chị ạ, C30. Hồng Kông chuẩn đét luôn. Các chị nghe hộ em Hường này. À, 2X em sẽ chỉ có 3 con thôi. Còn lại là em có M nhá. Thì các chị ơi, mình lên cho em mã là C30M và C30 2X. Cao cấp lắm, đẹp lắm. Các chị nhìn này, M em 50, 52, 47, 46 được hết. Form đẹp, hàng Hồng Kông chính hãng em luôn. Mã này là quên sầu luôn. Bởi vì mã này các chị biết không, các chị đã mua rất là nhiều. Và các chị mua từ 250 nhung lê ơi. Cứ comment là có đơn không cần phải đọc ạ. Lên tiếp dần gì đi, đang buồn ngủ. Đợi ngủ, không đi ngủ được. Không đi ngủ được, săn dần gì phải được em tí. Hôm nay mất ngủ. Mã là C30. Mã là C30 mà cái cổ khóa rất là đẹp. Mã là C30 mà tay con chim ó là mê luôn. Các chị ạ, thanh xử lý đây. 135 này, rẻ chưa? Thì nhớ là cái 2X là tầm 63, 64, 65 cân thì hưởng tổ 3 cái. Thì các chị mà săn được cái mã này về, các chị mặc, ôi dồi ôi, dùng mình luôn. Mã lạnh, chất rất là đẹp, chất rất là xịn. Thì thôi cố gắng mà săn cái mã này đi. Mã là C30 cần size. Lên áo lông cừu lâu, ok chốt. Lâu cừu lâu còn con nào không? Giờ em còn lông trắng, lông pha, lông xanh. Lông lâu hết hàng sao nhỉ? Hết rồi. Lông cừu nhá, nào cho con lông cừu trắng đâu, xem dàn gì nữa đâu để xóa cho các chị phát nào, nó các chị tích thì em chiều nhá. Bây giờ lên dàn gì shop lẫn size được không? Nhiều lắm không? Bây giờ chủ yếu chị nhìn dàn xanh như nào ấy. Shop đi. Có size gì tổng kết lẫn đi. Thanh lý thì rẻ bèo thôi à. Không có lờ, có mở thì Mai Linh à. Chữ Hoàng, nhung, ok chốt. Bây đợi Hường đi xem nào. Tinh thần bè em nói trong đầu là em sắp hàng ở những size gì không? 26 rồi. Thôi bây giờ cứ làm như này nhá. Đưa mẫu vào đây. Đưa mẫu vào đây đi. Xong rồi chị sẽ lựa, chị bán cho khách. Các chị chuẩn bị tinh thần tặng quà. Má này comment cho em Hường là quà to. Ôi đẹp quá ông cơ chị. Đẹp không cơ chị. Ai thích lấy chân váy, lấy quần đùi giả váy, lấy quần bảo em này. Mã là quà to đi. Quà to, to đùng đấy. To đùng bắt đại đấy các chị. Quần đùi này. Bên ngoài là giả váy, xịn chưa? Và chuẩn bị tinh thần, em chia mỗi chị một con. Bác nào nhiều thì hai con là cùng nhé. Chốt từ 35 cân, chốt cả cho con mình, cả cho mình luôn. Mã là quà to lên đi, bởi vì khi phát giá ra là không có hàng luôn ấy. Quà to cách số điện thoại luôn này.
Bố nhung đen đằng sau còn em có em còn L đó chị Hạnh. Đằng sau là X. Superman kia đứng hết đây cho chị. Nghe rõ mã quà to cho em chốt đơn này, tránh ngã ngửa này. Ôi nó đẹp. Ôi sao đẹp thế à rồi. Ôi nó đẹp thật sự luôn này. Melly này. Mã là quà to cộng số điện thoại. Chuẩn bị tinh thần nhá. Các chị nghe rõ của em này. Đẹp không? Bộ chơi sâu hướng không có sai cô Thúy Vinh đâu. Lông cừu xanh được đội hưởng tỷ. Thường lên mã quà to toàn hàng xịn như này. 6. Em ơi lẫn mã luôn. Đây những mẫu là mình đã dơ rồi. Đây là màu rằn. 69.000 đồng bởi vì nó còn ít. 69.000 đồng một chiếc quần hàng quá là đẹp và đỉnh luôn. Mã là quà to kèm size kèm số điện thoại các chị này. Các chị ơi, quà to kèm size kèm số điện thoại hàng siêu VIP này. 69.000. Có chân váy luôn lắm máu. Các chị ơi lên đơn luôn. Bởi vì là em rất nhiều mẫu nhưng lại rất là ớt hàng, số lượng nó không đủ đành ra phải dồn thành quà to. Chị Hương Vũ, chị Ngọc Lan, chị Nguyệt Hoàng 5 chiếc. Chị Hoàng Hằng ok có. Trời ơi nó đẹp và nó đỉnh như thế này đấy. Cái chất liệu của nó quá tốt luôn. Toàn quần quý khóa nhà em. Toàn quần xịn nhà em. Chốt từ 35. Con mình mặc được, cháu mình mặc được. 35 trên 70 cân. Nào các chị đã mê chưa? Đã đẹp chưa? Ôi trời ơi có 69.000 cái quần mà. Em cứ đẹp thế à rồi. Những con này hôm nọ không biết đâu con chị Thủy này. Đẹp thật lòng là đẹp này. Túi này xịn thế này em. Mấy chục bạc, mấy chục nghìn đồng cái quần. Ôi trời ơi rẻ quá các bạn ạ. Em bảo với em sốt ruột luôn ấy. Rẻ như này cơ mà. Ôi đẹp thật. Đẹp thật sự luôn này. Khuy này, cúc này. Mã là quà to lên đơn đi các chị. Cả quần sọc rồi. Chân váy này. Nhá, lấy chân váy thì báo đi. Lấy quần sọc thì báo. Mẫu nào cũng đẹp. Mẫu nào cũng đẹp em bảo rồi. Xịn này, toàn túi hộp của nó mà. Toàn túi hộp mà. Chân váy lại, ôi đẹp thế, toàn huy đồng chứ. Em chào chị Thủy, 69.000 chị Thủy ơi. Tặng mỗi chị một cái mã quà to. Quà to, quà to, cách số điện thoại. Nhanh tay có đơn chậm tay hết hàng. Nhanh tay có đơn chậm tay hết hàng. Nhanh, 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 nhanh. Mã hàng là quà to, rẻ hơn cho không đau bị đắt. 69.000. 96.000 được. Bán là 69.000 nhưng giả em 96.000 em cũng không chê. Ok chưa? Tặng mỗi chị một vài con cho lá máu. Mẫu nào mà chẳng xinh nhức lách. Đẹp đến nỗi rồi ôi, quá là đỉnh và đỉnh. Mua đi, em bảo rồi. Công ty ấy, bên Trung Quốc ấy, nhà những cái xưởng sản xuất, những công ty sản xuất ấy, đợt năm ngoái nó dính dịch, không có hàng đâu. Cho nên là có thể lô này sẽ bán cho các chị vào 3 tháng 5 tháng nữa mới lại có lô tiếp theo. Mình ok chưa? 69.000. Gật đầu đi. Mình mua được là mình may, mình mua được là mình sướng. Không tin thì tự trải nghiệm, chứ em không bao giờ có lỗi sóc. Và em bán rau chín thì em bán rau chín nhá. Chứ không phải em để bán cho 3 người, 5 người em cất đi xem bảo hết hàng, mai em lại bán 80, 90, 100 không có đâu. Tặng hết. Tặng hết này hết luôn. Cho nó thướng. Má này còn mấy con sao chứ? Má này em còn XL 7-8 con hết hàng. Xả lốt 150 cho máu. Chị lấy 5 quần size 58 cân vào. 5 quần 5 mẫu. 7 quần thì 7 mẫu, nó 69.000 một cái. Đấy, còn có cái mắc thì mắc lên luôn đi, chị Thanh Lý luôn. Mắc thì mắc cho chị bộ khoảng 5-6 cái quần cả váy, các chân váy cho các chị xem mẫu. Hường từ hường lên lông cừu xanh, hường lên lông cừu trắng cái đã, 150 ạ, chị em mình ôm luôn đi. Em còn có 7 cái size XL, XL nhà em thì lại bao nhiêu cân được, kể cả 50 cân được. 50 cân, 65 cân được, chốt mã hàng. C31 ạ. C31 mời chị em. Lông cừu nó dày chứ. Nó đẹp chứ, nó xịn chứ, 150, nhanh tay. Ok chưa, Hường 50 cân này, Hường mã XL này lên đừng ai lo sợ rằng Hường ơi. Chị 52, 53 cân XL gì rộng hỏng, rộng chút nào luôn á. 50 cân, 60 cân chốt đơn. Nhanh lên các chị ơi, đẹp chưa, Balenciaga lông cừu này. Mặc set này đi, đông đông lạnh lạnh đi đôi bốt rồi cho em mình phê chữ ê kéo dài còn gì, có 150 rồi. Anh nghỉ hết, lên đơn nhanh, tay nhung. Áo lính em mặc có mấy chục ấy chị, 65.000 đấy. Ok chị Hoàng Kim Dung, chốt đi em còn mấy con thôi. Ok chị Là Vũ rồi. Chân váy chốt đôi nhanh. Xinh này, mấy con. Bán giao hữu các chị trời giờ rẻ lắm luôn á. Rất là đẹp, rất là xịn. Nguyễn Bích có, rẻ nhờ. Chị em nhỉ, lông cừu cho chị đứng gần này các chị này. Đây là em đứng gần này.
Lông cừu vật chất quá là mê ly luôn, quá là xinh luôn, quá là đẹp luôn, chất lượng của lông quá là tuyệt vời luôn. Hoàng Triền, vâng. Ok, lấy số điện thoại cho em để. Giá rẻ không, như cho không nó bị đắt. Mã này lên nào. 32 C32 MLX chốt đơn. C32 65 cân quay lại 40 65 cân. MLXL chốt đơn 150 lốt. Đây bánh sinh nhật vào mà lấy cái này thì lông ấy mướt luôn mượt. Cái dơ gần này. Lông mướt mượt luôn, đẹp như mê luôn. Áo giản nam hả? Đợi Hương. Nào xong chưa? Chốt xong cái này chưa? Hai lớp mà đẹp quá cơ. Các chị ạ, mã là C32. Thường mặc là C31, đông áo giản nam 85-90 cân, các chị rất thích đâu. Đam mê đâu, mang cho mấy con chó, mấy con giản đen, mấy con gì còn gì trong gì lốt. Ba áo lính, lấy size gì bảo em. Nhà em là cái shop bán online đồ lính duy nhất, đồ lính mới tinh ý, mà duy nhất ý. Toàn hàng đẹp, giá rẻ, chỉ có nhà em thôi. Nhà em bán muốn gì đã không đối thủ rồi, giá lại càng không đối thủ. Đây là hy vọng là các chị mình được chốt nhiều một chút nha. Ừ, đen đen đấy. Thì tầm mấy cân đấy, ok đấy. SM8X4X. Xả rẻ cho. Chuẩn bị làm một cái áo khoác đây. Áo ngược mặc á, đây này. 50-60 cân chốt đơn chị ạ. Mã là C31. Áo này là C32, tất cả đều nhung hàng xịn hai lớp hết nha. Thường thanh lý rẻ bèo ở 150 cái các chị ạ. Tất cả đều nhung. Đều lông. Lông hàng xịn cao cấp. Thường sale ở 150. Áo lính nam bác là bon chen này. Và mà chốt 150 cái vừa là áo. Chị ơi em đã bảo rồi là em là mặc M này. Và đấy em đang mặc con đẻ lên, em đang mặc XN. Nhưng mà cái dáng bomber đấy của nó thì ai cũng lại mặc được nhá, chị Ngân Cao nhá. Đó, cho nên là em bảo các chị là mình mặc vừa và mình cứ chốt đi. Không phải lo lắng gì về cái size số đâu. Em bán nó quá rẻ rồi, và khi em bán rẻ thì em sẽ bán cho khách nào mặc được. Chứ em không bán để mình không có vừa, xong mình sẽ phải đổi trả lại. Thì nó sẽ rất là bị mất thời gian của em và của các chị. Nên là em bảo chốt thì các bác cứ yên tâm, tin em, chốt. Áo lam này thì em giới thiệu luôn nhá. Nó là cái dòng hàng cao cấp lắm, 450-500 cái. Chất của nó thun lính, và đây là áo lam, nó chốt từ 50-100 cân. Em chốt luôn 50-100 cân và em xả 150, rẻ hơn áo phông cơ. Thì các bác chịu khó lên mã cho em là C33. C33, đây là hàng Quảng Châu của nó, đây này, nó may đã là cầu kỳ sang xịn mịn rồi. Đấy, cái mác của nó là uy tín hơn. Mác trong, mác ngoài, mác trên, mác dưới rất là tuyệt vời. Và lên cho em mã là C33, cách số điện thoại. Em chốt cho các anh từ 50 đến tận 100 cân, nên cứ tự tin mà chốt đơn. Bộ ngụy quần dài mùa hè không? Em có bán một ngụy, từ từ em bán còn ngố chứ. Ngụy mùa hè quần dài cũng chỉ có kaki thôi. Có một loại có mũ và không có mũ, em xả lẫn 150, mã là C33, đẹp tuyệt vời. Con này các chị ơi, kể cả nam giới mặc thu đông, mặt chống nắng hiện tại luôn cho em, quá là ok luôn đấy, có đẹp và nó xinh. Mà mình mua nó lại chỉ bằng 1/3, 1/4 giá thị trường. Có 150 con áo mà nó lét căng như thế này thì ôi ôi, chả có gì không thể cả. Cứ chốt thôi, đẹp quá rồi. Các chị ơi, quá là tuyệt vời luôn. Đây. Mã là C33. Đẹp chưa? Túi tiết xịn chưa, hình hài là đã quá là phê chưa, mà quan trọng nhất là gì ạ, đã những đẹp lại còn rẻ nữa cơ, xịn nữa cơ, mặc vào cái chất cốt tông của nó mát lạnh này, màu quá sạch sẽ luôn. Các anh đi làm, đi chơi, đi đâu cũng được, ok không ạ? Rất là tuyệt vời, cố gắng mà chốt mã này cho em, giá rẻ bèo đấy. Chuẩn bị em cho bộ mùa hè đây, mùa hè con này size gì ta, mùa hè đấy các con, M32L1 cái này. M2L1XL cứ chốt thì ghi cho em mã là C34. Đây là một bộ, trời ơi đẹp, ba cháy bọ chét luôn. MNX, tóm lại như vậy cho em mình sẽ chốt được hàng. Ôi nó đẹp lắm nhé. Burberry lâu tây, quần kẻ lâu sang, ơi là sang. 180.000 đồng. Hàng Quảng Châu nhá. Ai nói không phải hàng Quảng Châu mà cứ trách kiểm tra không phải hàng Quảng Châu, em đền tiền. Đẹp mà nó xịn. Rất là đẹp, rất là xịn. Cái này tí em tư vấn size sau chị Mai ơi. Giờ mà em tư duy cái size này em không nhớ ra mã hàng em đang bán là gì đâu. Các chị ơi, mong muốn các chị này chốt được cho em mã này, bởi vì M có 2, N có 1 và còn XL thôi. Ghi mã là 34, C34. Quần chín tấc nó đẹp thế này không chốt thôi à. C34 quần chín tấc, hàng kiểu quá xinh luôn. Pha Việt lâu tây nét đẹp chưa? Có ít mà, nhiều. Không có nhiều, cho nên là mới được mua giá này.
cho nên là các chị mới được chốt một cái con áo giống như một con áo phông thông thường đã là 300 rồi. Chất liệu của nó quá đỉnh luôn, nó giãn rất là nhiều và không bao giờ bị co giãn bai cắn chỉ cắn vải. Nói luôn nó là như thế. Một mùa hè mà mặc một cái bộ lên mắt lạnh luôn, lạnh mông luôn, sướng như lành chốt thôi à, đúng không? Đã là C34, chị em mình chốt nhá. M, L và X, xịn, chữ toàn chữ theo nhà em, chữ toàn chữ theo nhà em thôi, chữ toàn chữ xịn nhà em thôi. Đẹp như vậy ấy. M sinh cực, các chị ơi kể cả nhá, con áo hay không mình mặc, mình mặc cái quần sóc đi, sóc lính, sóc rằn hay sóc đùi, sóc đen thì đó, còn mình đi phê luôn. Chất quá là tích, cái chất này nhà em cốt tông không tính tiền, cốt tông các chị có tin không? Các chị trải nghiệm thử mà xem. Dù xịn đến đâu, các chị giặt máy một mùa nó lát là nạt ra. Cái này 3 mùa, 4 mùa mặc ngon cho em, không lát tí nào. Còn riêng cái quả cốt tông ấy, ngồi nhá, quả cái quả phao câu mà to ấy, các chị cắn lỗ ở mông ra, cắn lỗ đường chỉ luôn. Nhưng mà riêng cái u mình em thì nội thần thánh mà rất là xịn. Mặc cái bao giờ các chị chả gọi đúng nghĩa là bền đến lúc hỏng, không bao giờ gọi là mình phải lo trời ơi nó sẽ bị hưởng ơi nó sẽ bị lát hay gì đó, không đâu nhá. 300-400 nghìn, bán hơn 100 nghìn, quá là tuyệt vời của gì các chị ơi, đúng không? Mã là 34 C34, đây đến 69 nghìn nhà em đây này, toàn hoa hậu đấy các chị ạ, toàn hoa hậu đấy chứ không phải là không đâu, đẹp lắm, xinh này đấy. 69 nghìn này mua cả hoa hậu đây các bác ạ, đẹp lắm luôn đấy các bác ạ, tuyệt vời mà trời. Rồi tiếp tục thì em sẽ xin phép lên nó các chị một cái mã kẻ đây kẻ to hả em? Vâng, kẻ to thì còn mờ đấy ạ. Ồ đây xinh chưa, hàng đẹp chưa, 135 nghìn. Ồ thế à, thế tôi vừa chỉ kẻ to mà. Cho chị xin cái kẻ to, mã này sẽ là C35 kẻ to hàng đẹp. Em còn muốn mờ 108 thôi em ơi, giá rẻ, đại hạ giá mà dạ hạ đáng. Các chị ạ, lên mã cho em. Cô đây phải sau 2 270 nhung mã hàng. Còn đây các chị lên mã cho em là C6 á. C6. Không mua quần Hường mặc Hường không bán đâu, Hường bán quần này này. Quần Hường mặc Hường mặc cũ rồi Hường không bán đâu, Hường chỉ mặc để mặc mấy áo cho các chị yêu thôi. Chị yêu nhá. Cái này sẽ là C35, mời chị em mình chốt đơn. Má này ôi, da man là đẹp. C35 và cái số điện thoại các bác ơi. Nhưng mà có mỗi size M thôi và em xả 135 ngàn. Có mỗi size M chính vì vậy em xả 135. Đây này, nó nét căng. Hàng Hoài Châu nhà em mà đi đâu mà khách hàng mà chịu rồi Hường nhau, chất Hường đẹp, nhà Hường đào đẹp thế. Lét thế, nó xịn thế. C35M. Rồi tiếp, cho các chị một cái bộ này. Trời ơi, còn 3 bộ mờ à. Tặng 150 cho máu nhá. Cho máu nhá. Đã máu rồi, đừng hỏi bố cháu là ai, 150 rồi. Coi làm 2 cân quay lại và mình ghi cho em là C36. 3 bộ mờ. Rẻ đẹp. Gucci và Gucci. Cái chị ơi, nó đẹp lắm. Giãn nhiều. Chất thích ơi là thích. Áo cộc quần đùi giản dị bao nhiêu? Em bán 69.000 quần đùi kia kìa. 69.000 này. Em nó bảo rồi vào mà mua hoa hậu, rất là xinh. Quần này sao Hưởng bao nhiêu? 69.000 mình ơi. Mình ơi là mình ơi, 69.000. Em bán cho không ai rồi, không ai cạnh tranh được luôn đấy. Em bán cho một mình em một vương quốc luôn đấy ạ. Trời ơi đẹp không? Các chị chín nhá, nên lên Facebook các chị thích một cái chữ đồ lính, nó sẽ có vài shop nó chạy quảng cáo. Nhưng một cái quần như nhà kia nhà em nó bán 280. 300 ngàn. Sao mình thông thái mình lại phải đi mua như thế nhở? Được gì? Mấy chục nghìn nhà Hường đẹp căng. Đến đây là còn chỗ ướm vào mông thoải mái luôn, phê luôn. Quần bò Quảng Châu chưa về dị xuyến như gái. Mã này sẽ là C36. Ồ cái màu này nó đẹp thế rồi, đẹp quá. C36 chốt đơn. Nhưng tay có hàng, chặn tay thì hết hàng. Thường có 3 bộ vừa tặng lốt là 4 150. 150 một bộ. Ai chị ạ? Áo vàng, quần của nó thì sẽ làm chung mục của nó là quần đen. Đâu màu xanh có mã nào người sao? Quần sọc, sọc xanh. Yêu chưa? Chị em này, sao mà xinh đến thế này. 150. Mã 36. Một bộ quần đùi áo C36. Đây là C36 là ai? Chị áo khoác đen, áo khoác đen mã là? Áo khoác đen. Ừ. Khoác đen. Ừ. Các chị lên mã xem là C13. C13. Huyền ơi Huyền, check đơn cho chị Phạm Nam đi. Ai làm đơn cho chị mà chị cứ kêu nhầm vậy rồi. Khoác đen của Nam ơi. Không, không, không. Khoác đen của Nam là mã gì? Khoác đen của Nam. Vừa mới xong. C33. Khoác đen của Nam ghi được C33. Huyền ạ, à, em kiểm tra xem cái đơn của chị 5 năm ấy. Ai làm đơn mà sao hay nhầm thế? Ừ. Ừ,
lần trước cũng đã bảo kêu nhầm, lần này lại kêu nhầm thì làm sao? Kiểm tra kỹ vào, đừng để tình trạng nhầm thời gian, nó rất là mất thời gian, hỗ trợ rất mất thời gian, và thời gian thì nó là tiền rồi. C36 nhầm do em không phải do nhân viên. Sợ nhầm do. Ôi giời ơi. Chị bị nhầm. Ôi giời ơi. Chị làm em sợ chị rồi đấy. Nói thì nói lo do rõ thì suýt là em lại mắng nhân viên thì em nó lại chửi lại em biết được là đằng nào em nói. Nhầm nhầm do mình là dạo dạo suốt ngày nhầm. Ôi tôi lạy bà Lâm ạ. À. Mệt bà Lâm đấy. Nào. Quà tiếp đây, chia sẻ like có quà. Từ 26 đến 29 ạ. À. Chị xem quần nào gì vừa sao được. Ui 26 29 á. Ủa con này sao đẹp thế rồi. Chị là cái màu đấy nó có một màu thôi, nó phải có xanh chả có đi đâu. Bộ hình sáng thế này, chị ý đó là màu xanh. Sao lại màu xanh mà đó là màu ghi màu gì? Màu vỏ đỗ gì? Màu treo lên bắt đầu tiên đấy chị. À ừ, bộ có một màu thôi mà. Vâng, chị ý nhìn này, năm cái màu cho chị xem trong ảnh chụp, chị bảo là cái này. À mà có size đủ size ạ. À. Ủa cái này bác ơi, cái này đây này, nhìn like đã là màu MV chị là quần tần cánh chim 73 nhá. Cái này nó là màu gì nhở? Các chị comment em phát, màu này màu ghi. Nhưng làm gì có màu xanh, nó chỉ có màu này thôi nha. Chị ơi, thật ra là đôi khi thế này này, cái tư duy của mình ấy, mình nhìn màu mình còn comment nhầm ấy. Ví dụ như em này này. Có thể gọi là xám thì ghi hơi ngả xanh tí. Đây. Bộ này nhà em bán thì bây giờ là được gần 500 bộ đúng không Huyền? Chị nhớ là 470 mấy bộ này, nhưng mà chỉ có duy nhất một màu nên là không bao giờ có cái thứ hai gửi cho chị đâu, yên tâm đi. Nào, cánh chim cánh cò đó. Ừ, mã này nhá, có size gì? 26 đến 29. 26 27 28 29 80.000 một quần ạ. À. 26 27 28 29 80.000 một quần. Thì do máy ảnh thôi. Do máy ảnh thôi chứ cùng một lô bên Trung Quốc nó gửi về gần 500 bộ làm gì có màu khác. Hừ, không biết được. Đến bây giờ cũng đâu có màu khác đâu. Mã này em ơi. Cái chị đem mang cho em C37 ạ. C37 80.000 chốt từ 26 27 28 29. C37 80.000 đồng một con, hàng quá đẹp và đỉnh, túi đầy đủ đoàn hoàng. Nói chung là em nói luôn là các bác mua bây giờ các bác hời. Các bác hời đấy, mà em có 26 27 28 29 túi tức đầy đủ như này. Comment là C37. Rẻ đẹp quá cơ các chị ạ. C37 cái số điện thoại, các chị mix đồ áo gì cũng xinh cho em. Đây, ví dụ như nhiều khi các bác cứ phải cứng nhắc cái Hương ơi, áo dằn phải mặc quần dằn không nhá, các bác ơi bỏ luôn. Đây ví dụ như này này. Đấy, đây đã được một set này, không bây giờ nó lại là cái thế này là nó lại là cái dòng thời trang, các bác mặc ok ngon luôn. Kể cả với cái quần này với áo này cho em đẹp cực kỳ luôn. Mấy chục nghìn này. C37 hay 627 hay 89 chốt. Quần sau lưng Hương đọc mã. Nấn mẫu. Quà to ạ. Quà to. Tò qua đây ba. 69.000. Quà to cộng số lại 69.000 các chị ơi. Quà to quá to. Bác nào mà muốn lấy. Màu nó lâu trắng là như nào nhỉ? Không, nhưng mà cả một cái lô nếu mà có một cái bộ màu khác biệt thì shop sẽ biết liền à. Tại vì cái bộ đấy nó lại. Chị tướng qua quà không đồng. Quà ai? Của chị vừa tướng qua quà không đồng này. Sao quà không đồng là như nào? À ý là chị nhận quà không đồng chị chọn mẫu á? Không, ý là cùng cái bộ đấy cả cái quần bộ lấy xanh lính cốt tông kìa, mấy từ hôm qua thôi. Thì bộ này chỉ màu xám, có màu nâu thôi. Chứ nó làm gì có màu gì, đã bảo là gần 500 bộ, 470 mấy chị bộ. Chị chụp ảnh nên thì nó là gì màu nâu. Sao nó lại thành nâu? Thế tôi hỏi bà Huyền bán trên nhà hàng thì bà nhìn nó là màu gì? Nếu mà bảo là về là đầu tiên. Chị không nhặt cái đấy mà chị kia nhặt. Nếu mà đợt đầu tiên ấy thì nó Thủy nó đã nhặt được hàng đâu. Còn bộ này chỉ màu xám thôi, màu lâu thôi. Mới hôm qua chỉ màu xám thôi, khẳng định 100%. Mặc lâu cho xinh. Còn lâu cho xinh. Mới về thì có. Ôi giời ơi. À, sao giờ bán rẻ thế hả? Cháu đang vớ lợ cho bán rẻ đúng không cô đua? Cháu đang vớ lợ, cháu phải bán rẻ là đúng rồi. Cô đua ạ. Bây giờ là để cách nhanh nhất rồi đỡ vỡ lợ là bắn rẻ thật rẻ. Và to 49 cân có nhá. Bây giờ em xin phép như này ạ, cho em khởi động phát cái quần nó thấy thôi mà nó nặng cực, nó chất đẹp mà. Bây giờ em giới thiệu lại này, mã quà to nó sẽ bao gồm có sock này, chân váy này, quần đùi này, giả váy này, các chị hoan hỉ lấy lẫn. Và nhớ cho em phải lưu ý như này này. Em cho chọn. Nhưng trường hợp hết thì mình sẽ đổi.
hết đùi đổi sang chân váy, hoặc lấy chân váy thì hết chân váy thì phải đổi sang đùi. Còn đâu em vẫn cho chọn thoải mái. Ok chưa? 69 một quần. Vào đây này. Ngắm vào tất cả những cái mẫu là em dơ là em bán nhé, chứ không có là em bán như này xong em lấy ở đâu đó một cái mã nào vào em bán nó có chị là không, nên là hoàn toàn yên tâm cho em. Chốt đến 70 cân được nha. 40 35 cân đến 70 cân đẹp lắm. 35 70 cân, mã là quá to và cách số điện thoại. 35 đây là. Mua được cái này thì em thì đã lại VIP. 250 mới được một cái quần đùi giả váy nên là mua được đã lại là quá VIP ạ. À. Và bây giờ có 69.000 thì lại khỏi cái bàn luôn. Đẹp chưa? Mê chưa? Thì em bảo mới đi hỏi thử cái số bán đồ khác đi. 250, 28, 300 một quần. 300 một quần sọc. Nếu mà các chị mà không tin thì chị cứ thử nhá. Các chị cứ thử, các chị có thể hỏi, các chị không mua cũng không sao, các số khác mà. Đấy, sẽ biết là số 69.000 là hưởng như thế nào, VIP như thế nào luôn. Đấy, lên mã thôi các chị. Quạt toa và cắt số điện thoại em có đơn cho các chị nè. Lên đơn nhanh nhanh. Đầy mẫu xinh lắm. Xinh lắm. Mấy chục nghìn. Bây giờ em bán này là các chị sướng đấy. Còn khi mà em nói thật luôn ấy, khi mà trời mà đã lắng lên rồi cái thì lại 150, 170, không có để chốt. Không có để chốt 62 cân có đấy. Chị, em bảo rồi 35, 35 trời 70 cân thì các chị cứ chốt đi. Còn mấy là? Cái đấy còn một bộ size nhỏ đấy. Một bộ XL 300.000. Hai lớp cao cấp mã hàng. C38 ạ. C38. Ú là trời. C38 ấy. Trời ơi đẹp quá. Một bộ lâu xịn cao cấp XL mở các chị chốt hai lớp cơ. C38 nó còn hai lớp sang xịn mịn cơ. Lên đơn nhanh tay cho em đi các bác ơi. Các tình yêu ơi, nhanh lên nào, là nhanh lên nào. Em tiếc không mặc cái bộ này mốc rồi đây. Mốc. Quên ta quên mặc đi. Trời. Nhà em bạn à, bạn này nhà em bạn 1m72, bạn đi đam mê dã man mà nó lại bị cọc. Kể mà cứ 1m65, 67, 66 quay đầu thì đã có vẻ là đỡ, đúng không? Hai lớp 300.000 cho lốt mã hàng. C38 ạ. C38 mình ơi. Đẹp quá. 650. 650. Các chị này. Chốt rẻ bèo luôn. 300.000 cho lốt cho em. Ok chưa? Em qua mã liền bởi vì chắc chắn là các chị ơi 650 nhìn hàng biết chất rồi. Không có đâu. Bán luôn nữa các chị sướng đấy. Đấy, ok chưa? Bán luôn nữa các chị mê. Tiếp. Đó, hai bộ M. Mã là C37 55 cân. Đúng không? À, C39 ạ. C39 55 cân quay lại và giá là 299, tuyệt vời chưa? Một quần quá to, ghi rõ chữ quá to ra nhé. 69 một quần. Ghi rõ ra cho em nào, bây giờ cho các chị một phát ra. Đây là, đưa thêm cho chị mấy cái mẫu này này, cho khách xem mẫu này. Ui nó đẹp lắm. Cả nhà mình ạ. À. Cả nhà mình ơi, đẹp lắm. Đây. Lên mã này. Đấy, lại bảo là 69 thì lại bảo là không đẹp đi. Lại bảo là hôm xinh đi. Ui. Sọc nha. Sọc sao con này xinh thế rồi. Uầy, cái túi này. Cái túi xinh quá. Xinh quá các chị ơi. Ui, cái túi hộp luôn ạ. Eo ơi, cái này thì không ngất thì thôi à. 69 nhá, mà lại còn đừng túi hộp sang dị nghĩ này. Thôi em không đỡ được luôn. Bởi vì em bán quá rẻ luôn đấy ạ. Đưa đây. Nhanh tay cho chị. Đấy, tiếp đi. Áo thun cổ sơ mi có. Này, vẫn còn nhà em này. Cứ nguyên siêu mở hàng nhận hàng, cứ nguyên siêu mình chốt đơn. Ôi con này đẹp chưa? Này, chân váy này thích không? Chân váy này con này có 6 mấy cân đấy các bác nhìn này, chân váy có 60 mấy tí đấy. Đẹp chưa? 69.000 đồng lên đơn mã hàng. Quà to cách số điện thoại 69.000, một like là hết. 69.000 cách số điện thoại em lên đơn các chị nhà mình. Nhanh tay nhanh tay, nhanh chân chấm comment nhiều lên cho em nó đỡ bị ẩn ạ. À. Comment nhiều nha. Cho em đỡ bị ẩn. Tiếp đến mã hàng này. Hai bộ size M ạ. Size M mã hàng. C39 ạ. C39 em còn hai bộ. Ờ chị có được C29N chưa? Chắc được ấy chị. Có hàng mà nhá. Đây. Hai bộ này của em này. 55 kg quay lại nhung rượu vang, nhung tuyết cao cấp nhất luôn. Em sale cho 299 48 50 55 cân quay lại, mã là C29 và C39 có đơn mà chị mến. Ôi dồi ôi các bác ơi mua hàng không cần đọc tên, các bác comment là các bác có đơn mà. Cần đọc tên làm gì cho vất vả. Không cần đọc tên, các chị nghe rõ chưa ạ? Đều có đơn, khách quen thì em gửi địa chỉ cũ, không cần gọi vào khách mới thì em sẽ gọi điện xác nhận đơn hàng. Đẹp quá trời luôn này, hai bộ đây.
hai bộ thôi, nhung rượu vàng nó sang này mà, hai bộ mà nó đẹp mê ly như này mà, quá tuyệt vời. Nói chung là em đang nhìn nỗi cho các chị, nên là em cũng không có tính toán làm gì đâu các chị ạ. Các chị mua được bây giờ là các chị sướng thôi. Tiếp, bộ này còn mấy hàng cao cấp? M1, X5. Thường còn tổng 6 bộ. M1 và X5 thường còn 6 set đẹp. 630.000 đồng nhà em bán còn 250.000. 630.000 đồng nó đẹp lắm. Em bán còn 350.000. Mã này thì lên chốt. Trời ơi, mã này không nói luôn là các chị cũng không mua được số khác luôn. Tự tin đấy, các chị ạ, tự tin đấy. Bởi vì nó quá đẹp, quá đỉnh. Bộ bom cha leo không mũ màu xanh than còn được không? Còn không? Cha leo xanh than hàng bom không mũ còn không? Áo chị mặc mã gì em ơi? 65.000 mã gì đây? C26 của em gái các bác ơi, đẹp quá, 40 cân cho đến tầm là 65 cân ra đây. Sơ mi thì không chắc đã còn, sót con sơ mi nữa không? Mang đây đi. Ừ. Có lẽ bộ này C40 đúng không ạ? C40 ạ. C40M và C40X đẹp khủng khiếp luôn. Chốt đơn này, C40M và C40XN đẹp mê ly ấy. Đẹp chưa? Đây, con áo thôi này đã thích quá rồi. Form phiếc là cứ gọi là mê đứt luôn. Đẹp, theo em Lê là các chị ơi, nhanh tay săn được mã này, chậm tay thì hết hàng. Chậm tay thì không còn mã nào để mà săn luôn. Nói đúng đắn là C40 mà các chị nhìn form đẹp chưa? Bởi vì hàng em là 630.000. Hàng em là 630.000. M còn 1, X còn 4. Đúng không? X còn 5 ạ, tổng 6 bộ. Tổng 6 set cao cấp mà nhìn cái quần sướng chưa? Thích chưa? Phê chưa? Ổ nó tây. Nó tây nó vip như này các bạn các chị ơi, nó tây và nó quá là vip luôn. Nó quá là tây và nó quá là vip thật lòng. Nó đẹp, đẹp lắm. Chắc nó sướng như này mà. Này, nhìn này, mấy bạn nhìn này tinh tế này, con áo này các chị nhìn này. Đấy, bo này, đẹp này. M em đang mặc cái này, Thu Hoài này. Vào mà chốt, các chị chốt bây giờ các chị cứ mỗi bộ các chị lời nhẹ 200.000. Túi hộp này. Có lẽ của em đắt hàng cực kỳ. Có chị Lai Hiền ạ. Bộ đen đằng sau em bán 270.000 đồng. Bộ đó thì gọi là mã gì? Bộ đó là C6 ạ. C6 chị em nhé. SML. Ok Hương Trần, cho em xin số điện thoại luôn. Và các chị ơi, bây giờ còn lại ít thôi. Quẩy lên. Ok chị Ngân Cao. Rồi ok chị Thí Đào có đơn luôn. Tiếp tục tặng quà các chị. Hôm nay cứ xác định là bão quà luôn. Bao quà đi chị em. Hội chị em nhà mình. Khách đang thích cả một cái bộ Adidas. Cái nào còn size 60 cân. Mã nào còn ít. Màu vàng. Duy nhất em có bộ Adidas này em lại tặng tiếp cho 63 cân vừa. Cái mã 60, 40 đến 63 cân cho em là ngon đòn luôn đấy chị. Xinh luôn đấy. Còn chuẩn bị em lại cho tiếp một cái mã áo lũ dằn nữa để các chị chốt này. Dồn hết mấy đơn giúp và mấy bộ hè hôm trước. Chị đặt chưa thấy gọi Thu Hoài. C40 có 250 thôi chị Thủy ạ. Đấy đi. Chị Thủy mặc cái bộ đấy XL thì đẹp lắm. Chị Thủy biết hàng 620. M3 đây này. Lại vào mà bon chen này các chị này. ML7 thì M có 3. Bộ lâu mã là C40 nhé chị Tâm Ngô. Bộ đấy em quá đẹp và quá đắt hàng. Em quá tự tin bởi vì hàng 620. Bây giờ em đi bán, em bán cho các chị là 1,250. Bán lốt. Giải phóng kho các chị. Nói luôn với cả các chị đấy là em giải phóng kho. Cho nó nhanh. Kiếm cho chị, kiếm chị ít. Rốt tốt đi. Áo đang mặc bao nhiêu? 65.000. Sao Vũ L lấy lên X cũng ok ngon. L lấy lên X đây này. Chân ái của chị em mình. Chân ái này là có thật đây này. Một bộ Adidas cứ ngắm. Mua hàng sao thật kỹ. Thật khó tính vào. Các chị này ngắm đi. Chất, tang, mác, đường kim mũi chỉ, VIP, nấy, sống ra. Mã hàng này em thanh lý 150.000 đồng. Em lỗ vốn. Và em hứa luôn với các chị này, em không có 1.000 vận chuyển nào, em không có 1.000 tiền lời nào, em lỗ vốn nhá. Em tặng cho 150. M có 3, dòng Adidas quá đỉnh luôn. M3, L và có cả X nữa nha. 63 cân quay lại chị em mình ơi, 45 đến 63 cân quay lại. Chốt cho em mã hàng này là C41 ạ. Ngắm luôn này. Ngắm luôn cho em có C41 có mũ đi. Bỏ mũ đi. Chị em mình bỏ mũ đi. 150. Hai áo em mặc 58 cân nhé thì ghi là mã gì? Hai áo
chị mặc là C26 á. C26 chị yêu ơi, chỉ đặt hàng khi có mã, chỉ nhận đặt đơn khi có mã. Eo ơi đẹp. Ôi các chị ơi, lịnh ra này. Màu vàng mà nó xinh dã man luôn. Các chị mặc bên ngoài màu vàng nó còn đỉnh hơn nhiều. Chất của nó đấy, mát lạnh, mặc mùa hè, mùa xuân, mùa thu đều đỉnh. Giãn, đấy, yêu chưa? Giãn, vàng là sang xịn mịn nhất là C41MLX cho đơn. 63 cân quay lại và các chị nhìn xem một bộ quần áo này. Viền lưng mông đây nha, đừng quên, càng mông cong mặc càng đẹp. Mông sệ mặc càng lên cao luôn, quá là đẹp luôn. Ok thì xinh gái như mình ạ, sọc xịn chưa? Uy tín chưa? Đẹp chưa? Đấy, 150.000 bạc thôi à. Trà leo mũ còn không, được rồi để em tìm. 150.000 thôi ấy các chị ơi. Mã này, đẹp không? Quá xinh, mã là C41 và cách số điện thoại. Vào luôn với em. Toàn siêu phẩm đây này. Toàn siêu phẩm đây này. 150.000. Về nhận hàng đẹp nhận xấu giả. Đúng nhận sai cãi cho em nhé. Đẹp nhận xấu giả. Ok chưa? Xinh, tuyệt vời, ông mặt trời. Quá là đẹp. Nói chung là các chị mà chưa có cơ hội á, mà mình trải nghiệm sản phẩm này thì chốt đi. Chắc chắn không có lần nữa giá này đâu. Đâu còn màu nào nữa, còn size gì nữa mang đây. Đen hết này, đỏ hết này. Xanh không? Xanh gì? Xanh hiệu. Ừ, mang đây cho chị. Hàng đẹp lắm, thank you chị Tí Nguyễn. Quần đùi phía sau là 69.000. Má là quá to nha. 10 bộ duy nhất cho chị em mình chốt đơn. Được, 40 được ạ. 10 bộ duy nhất cho các chị em mình chốt đơn Adidas xanh. Rồi ôi đẹp lắm. Mã là C42, 150.000 đồng. 10 bộ duy nhất chắc chắn không bao giờ có đến bộ 11. Nếu mà giá mà 300-400 này các chị em mời các chị tha thiết luôn ấy, chốt các chị mua đi. Nhưng với cái giá này thì em cứ gọi là dơ lên là đã hết rồi. Bởi vì các chị cũng thừa biết rằng 150 bây giờ mình đặt vào đâu, mình mua gì và mình tiêu gì. Đâu có đâu ạ. 150 bộ này đó đi buôn không được. 280 xì rồi. Đi buôn không được. Mã là C42 size M chốt đơn nhé. Thoải mái, ngon đòn, đẹp. Thật tuyệt vời luôn. C42 bao xinh luôn. Yêu chưa? Mặc cái áo và đã uy tín chưa? Vip chưa? Các chị dài quá này, xịn sò lắm, nắm luôn này. Đấy, đúng mã lên đơn cho em. Cả quần nữa nhá, cả một set xanh luôn. Mã hàng và cách số điện thoại là C42 size M, 52 cân quay lại chốt đơn. Ờ không chị ơi, bây giờ em có size gì bán size đấy thôi. Bác ạ, à, hết size rồi à. Đẹp tuyệt vời chưa? Màu xanh than xinh chưa? Duy nhất này, hàng giãn nhiều. Duy nhất này, size M. Và M của em 52, 53 cân tùy chiều cao. Các chị ok chốt. Mã hàng và cách số điện thoại là C42 ạ. C42 không còn đâu. Na Hiền ạ, mã lại nhờ hết rồi à? Không còn ạ. Mã là C42 xinh quá các chị. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời này. Tuyệt vời luôn. Đó. Xinh, đẹp. Còn đùi phía sau ghi mã quà to cho hàng nhé. Ghi cho Hường mã là quà to. C42 quá đỉnh và đẹp cái nhà quê ơi, đổi M đi, M không còn đâu ạ. Ok chị Lương Hậu có đấy. Các chị ạ, không còn cơ. Đấy, đẹp như này mà xịn ơi như này luôn, tiếc ghê. Đấy, màu xanh ok chị gái mến là tôi. Chốt đi có 150 bán giá giao lưu các chị. Khách mới lên luôn số điện thoại và địa chỉ, còn khách quen thì không cần gọi để chốt đơn thì vẫn có hàng. Ok chị Lê Hằng. Và mà chốt chứ em tính nó đẹp lắm luôn đấy các bác ạ. Đẹp mê luôn đấy. Đợi em một tí em hãy cho một cái mã áo lính xịn nhé. Nhung côn rêu. À đây. Sơ mi của các chị đây. Ôi có mấy con mà chẳng biết là sơ mi hay váy nhá. Thì cũng cho nhau thôi. Buôn bán thì tầm này. Một con sơ mi váy M. Một con sơ mi váy M 100.000. Cái này sơ mi váy có mấy? Thì đây cũng lại là váy tiếp này. Đây cũng đi váy này. Và đây là váy nào ấy em ạ? À. Toàn sơ mi váy dài báo size là C43 đi. Đẹp quá cơ. Mã này có beo này. Phát vào cho em này. Xinh chưa? Sơ mi váy. Mã C43 nhé. Em có S1 và N1 này. M1. S1 là 1 N1. M đây, M2 rồi. M1 chứ. Thì M tôi đang cầm là 1. Đây là áo chị ơi. À thế à? Thế là SML. Mỗi thứ 1 chốt luôn cho em mã hàng này nè.
C43 chị em ơi. C43 mỗi thứ 100.000 đồng một cái. Yêu ghê luôn này. Mà quần đùi đằng sau mã là quà to nhé chị. Quần đùi đằng sau ghi mã là quà to nhá chị Tị Nguyễn ơi. Hàng xóm thấy mặc đẹp gửi mua hộ mà hết size chán nhỉ. Hết rồi. Chốt em nhanh mã này đẹp tuyệt vời mà trời luôn, hẳn một cái mã sơ mi sang chị mịn. Thứ nhất là mặc suông được, thứ hai là mặc bó, mặc ôm hoặc có cái beo, cái dây lưng nó thắt vào đẹp lắm. Có 3 con. Xả reo các chị em. Sơ mi em còn một con N này. N xinh xỉu luôn, 100.000 đồng. Mã là C44 thường có một con. C44 thường có một con size L này. Mong muốn các chị chốt được. Có áo khoác có. Em ơi áo khoác hàng cặp đẹp để mang đây cho Thanh Lý xem. C44 thường có một size L dài tay nhé. 100.000 đẹp quá, của nữ xinh nhỉ. Của nữ 100.000 đồng. Mong là các chị chốt được mã C44 này. Đẹp tuyệt vời. Tiếp cho các chị mã mã nhung rêu này là C45 còn, à mã nhung này còn sai gì? Một con duy nhất 300.000. SL hàng cao cấp. Một con duy nhất này đen xám xuất sắc chưa? Mã này còn men là C45 size XL nhé. Còn men cho em gái. Mã này là C45 và size XL nè các chị yêu nè. Các chị ơi ở bên trang Hường Nguyễn Đồ Lính đấy là 25 rồi mới live stream lại đấy, thì các chị cố gắng là mình đẩy cho em xin một vài lượt chia sẻ like nhá. Mũ hai nó hàng đẹp mê tơi luôn. C45. Mua mà cất đi chứ đẹp như này ở đâu ra này chị em này. C45 này xịn như này này, mua mà cất đi. C45 chuẩn đét luôn. XN55575859 60 cân các chị vào đây. Một bộ là 650, giờ sale còn 300.000 mà còn một bộ thôi à. Mã là C45 nhưng rêu cơn, hàng đẹp quá. Chốt đơn nhanh cho em. Form quần mà nhìn là đã phải lòng rồi. Quần thôi mà nhìn là đã thích nhau lắm rồi ấy. Phải lòng rồi. Đẹp quá. Rẻ. Hết hàng. Em tặng cho ma áo là xinh ngất ngây con gà tây này. Xinh ngất ngây con gà tây 100. Con này có đủ sao? Con này L 2X và 3X thì em ơi chốt như này nhá. SC. Thôi bây giờ chốt như này đi. L, XN 2X. 40 cân chốt cho chị đến 58 cân nhé. Mã này sẽ là C46. C46 và kèm size cho em C45 hết hàng. Quần lính đằng sau em là 69 hồi trước. Giày thì em gom chung nhưng mà được giày mang nốt ít giày lính mà. Độ đế cao hàng đắt ra đây chị Thanh Nhìn nốt cho. Mã này còn men cho em là C46 kèm cân nặng. Em có size từ 40 cân đến 58 cân. Em xả 150.000 đồng hai áo luôn. Em sale 150.000 đồng. Các chị chốt được hai con áo hàng đẹp. Mã của nó là 2696 nhé. Khoác xanh cao cấp nhé. 2696. Ghi mã chỉ là C46 ok chưa? Tuyệt vời luôn. Đây mới là áo khoác ngoài dáng trẻ trung, dáng crop top lên. Đừng bác nào thắc mắc. Em ơi nhận hàng nó ngắn chị giả hàng đừng. Tội nghiệp em ra. 300-400 một áo cặp này nhà em. Mà bây giờ em bán rẻ. Áo trong thì nó sẽ dài nhé các chị yêu. Và áo dáng ngoài nó sẽ là áo dáng ngắn như này. Được không? Một chất quá dày dặn đẹp luôn. Mã là C46 lên bộ sau đi. Ok tình yêu đợi em một tí. Trời ơi đẹp quá. Mê luôn. C46 cái này cầu vai đầy đủ mà. Con này tay nó đẹp như này cơ mà các chị ơi. Giá rẻ quá. 150 thôi. C chứ không phải S ạ. Đỉnh chưa? Này. Ngắm luôn này. Này. Các chị yêu này. Ok không? Tuyệt vời chưa? Này. Chưa kể bên trong có con áo trong nhé. Có 150. Đây. Áo trong đây. Đẹp chưa? Đấy, xịn này, form này. Trước xong thì các chị ngắm này. Ôi tuyệt vời luôn. Giãn, thích quá. Con cổ kiếc này mặc bẻ, mặc đứng, mặc gì cũng xinh. Ghi mã cho em là C46 và kèm theo cái cân nặng các chị. Mã này đứng theo size. Bởi vì cái mã này là nó cái size của nó là nó nhỏ hơn so với bình thường. Em chốt là 40 cân đến 57 cân. Đấy, 57, 58 cân chốt đơn. Mã là C46, thật sự xinh. Tính ra có 75.000 cái áo. Hàng nhà em 300-400 nghìn cơ mà bây giờ tính nó rẻ như vậy mà. Vâng, chị Viên ơi, chị Hương Trần, chị Nguyệt có, chị Trần Phương Tâm có. Có bộ nhung không em? Hương còn, chế ơi, Hương lên nhá. C46 chốt anh cho em, không lại không có hàng thì tiếc quá. Cái loại cao 7 phân mà, 10 phân mà, còn 35 mà. Ừ, mang lốt đây. Cái nào còn mang cho anh nhìn lốt.
bộ đằng sau là C6 chế ơi. Em có SML nhá. C6 SML các chị chốt đơn này. Bộ này là nhung và dán bán tại Line các chị 270 này. 270.000. SML chốt đơn dùm em luôn. Mã hàng và kèm số điện thoại là C6 em chốt đơn, đẹp xịn sò thôi rồi luôn. Dòng này em đang bán quá rẻ, xem lại còn sốc đi hưởng đợi em một chút xíu á. Dòng này em bán quá là rẻ và quá là đẹp, hy vọng các chị nhà mình chốt được mã này. Tuyệt vời ở mặt trời luôn. Ai nhanh tay nhanh chân thì báo hộ em luôn. Mã này là C6S, C6M và C6L nhá. Con này quá đẹp, con này là nhung của em. Nó là cái chất liệu nhung tam, nhung xịn, nhung yêu, nhung đẹp lắm. Chốt đi các chị. Quần sau của em là 69 một cái. Mã hàng đúng mã là quà to và em có từ size 40 cân, 35 cân. Mã quà to này là em có từ size 35 cân và em có size đến 70 cân. Thì các chị nhớ là khi chốt hàng thì mình sẽ ghi đúng mã cho em. Ví dụ là quà to, cách size, cách số điện thoại. Các chị nhá, dòng này rất là đẹp và em sẽ bao gồm là có quần đùi giảm váy, quần đùi, chân váy, các loại luôn. Thì bán lẫn nhưng mà em vẫn cho chọn. Ví dụ như là em ơi cho chị một quần đùi giảm váy hay là một chiếc quần đi. Ok chị em, còn nếu trong trường hợp máy hết thì hỗ trợ cho em mình đổi sang. Giá 69.000 là giá rất là yêu thương. Giá tự tin nói không ai có và không đâu có luôn đấy các chị. Giá tự tin nói là chả ai có và chả đâu có đấy. Chả ai có luôn và chẳng đâu có luôn đấy ạ. Eo ơi, thích quá đi. Xịn quá luôn. Mê chưa? Đây này, ôi trời ơi rơi rồi. Con quần đùi giả váy này hot hot luôn, đỉnh của đỉnh luôn. Đây, đó, mã này. Đẹp. Quá to, quá to, to, to quá. Các chị ơi, đẹp tuyệt vời. Lốp cho các chị chốt, các chị sướng. Cho các chị thích, yêu ơi cái quần này. Đẹp. Đẹp quá cơ chứ lị. Thôi được rồi, để tự tôi mắc để nhé. Nó cứ kiểu bật lên bật xuống nó chơi. Khổ thân ghê lắm. Để nó toàn cái cành như này. Bây giờ áo em có quần đùi sao dầu 9.000. Cái áo còn mã nào nữa không? Có mỗi mã ong nữa đúng không? Dằn là có mỗi mã ong nữa này hết à? Đưa đây lốt cho chị đi, cho mình lốt nguồn. Nó còn ít. Nên một sai. Nên một sai. Có nghĩa là áo dằn thì nó chỉ có thế thôi hả em? Còn mã nào nữa không? Con này dằn đẹp, bao đẹp luôn này. Mới các chị chốt đơn con này điệu lắm. Con này các chị vào mà chốt này. So với mã quà to. Áo giá thế nào? Áo của em 65.000 đấy. Áo của em mã là quà C26. Áo của em hưởng hiện tại là C26. Các chị chốt nhanh mã này. Lên giàn lam, đợi hưởng tí, lên quần ngố cho. Ui, con này xinh này. Đây, lên con này đi, Hường có từ L này. Lên con này đi, mã hàng đi em ơi. Chị lên cho em mã hàng C47 ạ. C47, ôi xinh xỉu luôn nhé. Xả vui cho chị em mình này, chốt đơn này 75.000 cái. 75.000 cái, chốt là M, L, XL hay XN? M, L chung sao, chốt nhé. Mã hàng. Chị lên mã hàng cho em là C47 ạ. Nhà em có từ L đến 2X ạ. 75.000 đồng ạ. ML, XL, 2XL ạ. Ui, xinh thế. Chị em mình nhìn này. Con này cổ tim đẹp tuyệt vời luôn. Đằng sau hở này. Các chị nhìn nó, đằng sau hở này. Đấy. Con này nhá, chốt thành như kiểu là ML, X, 2X cho em. Chốt cho em mã là C47. Các chị ạ. Giá rẻ quá, 75.000 đồng một con áo, còn bộ hàng này em còn. Còn lốt vài cái bộ bông múa TB hàng xịn mà lốt chị xả thôi. Đấy bộ lâu lâu á. Size nhỏ là M 50 cân em đang mặc này. 50 cân đang mặc này các chị. Xinh quá, cổ tim xinh quá. Con này là C43 MLX. Chốt đơn. Đợi em một tí nhá, C47 các chị cứ chốt đi. Em nên chuẩn bị lên giày ra. Các chị lên mã hàng cho em là C47 ạ.
Nhà em còn đủ size ML, XL và 2XL ạ. Giày hơi tiếc nhá. Giày thì em lại nói thật với các chị là em hỏi size 35 thôi. 35 thôi, các chị không còn size gì nữa đâu. Thì em sẽ có một cái loại là đế trắng và một cái loại là 7 phân và một cái loại là 10 phân như này. Nhưng mà em thì rất là tiếc các chị là em hỏi size 35 thôi. Áo không có S đâu chị ơi, áo này không có S. Em chỉ còn size 35 nên là em sẽ sale các chị là có 200 ngàn đồng một đôi. 200 ngàn đồng một giày nhà em, toàn hàng siêu nhẹ mà các chị biết trước là mua toàn 380, 400 một đôi giày nhà em. Thì bây giờ các chị lên đồng giá cho em 200 ngàn và mã của nó sẽ là C40. C48 đế trắng, ví dụ comment đấy. C48 đế trắng này, C48 10 phân này và C48 7 phân, đẹp quá cơ, nhưng em phải còn 35 đôi. Chính vì là như vậy là em thì siêu rẻ các chị, ví dụ như ai mét là mét rưỡi bẻ đôi như em đi ạ, thì các bác có thể đi lên 5 phân, 7 phân, 10 phân là cũng đều là ok rồi. Rất là xinh. Cố gắng mình lên cho em mã là C48. Chất xịn cực kỳ. Giày nhà em thì bao chất rồi, form dáng tất dập rồi. Các chị mua giày thời trang thì dễ mua, mua giày lính là hiếm luôn, không có hàng ấy. Nhưng mà đây này, vào đây em chốt cho cái mã này là tuyệt vời mặt trời luôn. Cố gắng mình lên mã này. Bộ đỏ đen có bàn không? Bộ đỏ đen là bộ nào chị gái? Bộ đỏ đen là bộ nào? Mã này là C48 mà các chị lên ghi rõ cho em size 35, đấy là em cũng chỉ còn có thế thôi. Đấy là lên là các chị ơi mình phải tranh thủ nhá. Không còn nữa để mà mình chọn nữa đâu. Đây cho bộ hè hàng đẹp này. SML đi các chị ạ. Hàng cao cấp này, chốt luôn cho em SML bộ chất đũi, hàng cao cấp em bán 180.000. Mã này sẽ comment cho em là C49, cách số điện thoại có đơn. C49, cái này thì em không còn nên là em sẽ không mặc nữa. Nó rất là đẹp và rất là đắt hàng, hàng 450.000 rồi. Bây giờ em đang sale cho các chị flash sale cho tất tần tật các tình yêu của em, vừa giá là 180.000 để hy vọng là các chị nhà mình cũng chốt được một cái sản phẩm rất là đẹp, rất là xinh. Áo em mặc còn hàng, em áo em mặc lên cho em là C47 chị nhé. C47 nhớ là lưng hở đấy ạ. Đây, ngắm lại cho em này. Không hàng về là ở lưng hở lưng chị em lấy nha. Cái hay của nó, cái điệu của nó, cái đẹp của nó là nó ở cái chỗ là hở lưng. Rất là xinh. Bộ đen sau lên rồi, mà đó là C6 hàng nhung 270 chị ơi. Rồi em xíu xíu, ui đẹp thế ở đâu ra nhiều không? Có từ lợ, lợ vậy. Đây, lại vào đây. Các bạn của em vào đây, đẹp như này. Không yêu em sao được. Dạo này không có thông báo mà cũng không cả cần theo dõi vì nó không hiển thị. À vâng, nó bị hạn chế bán hàng đấy chị. Hạn chế đó chị. Thì chị cứ đến giờ trưa là các chị vào, còn tối mà muốn chốt đơn thì có thể vào xem lại like để chốt được. Tối em cũng có bật like lại nhá. Áo của em là mã là C47 đó các chị ơi. Rất là xinh. C47 quần thì đấy này. Bác thích quần nào thì bác phối thành một bộ luôn, màu răng của nó mà. Bác thích màu nào bác phối cho em, ô sờ tê ngon luôn. Còn mã này thì các chị ơi chốt nhanh để hết hàng mà. Có lấy C49 bao đẹp các chị. Nhanh tay nhanh chân có đơn các bác, chậm tay hết hàng. Xinh ơi là xinh như này. Quần dài cơ. C49 SML. X thì hết rồi. Đẹp quá, đuôi hàng của nó là hàng xịn luôn. Đây. C49 xinh xỉu chưa? 180 nó lại không có nữa đâu. Làm gì có hả các chị? Làm sao mà có thể gồng lỗ ngày làm lại lỗ chứ, không có hàng luôn, không bao giờ có hàng để ngày làm lại lỗ cho các chị đâu. Mà nó đẹp mê như này lại đấy, các bác cứ ngắm đi. C49 rẻ quá cơ. 180.000. Hy vọng là các chị đều chốt đơn được ở cái mã hàng hot hot này. Đẹp lắm, không có XN. Không hiển thị theo dõi để mà cài. À có đấy chị. Chị tìm nhá, và sau đấy nó sẽ có cái hình quả chuông đó chị yêu. Quả chuông là nhận thông báo khi livestream. Thì nó sẽ, ví dụ như đây là một cái quả chuông này, nó sẽ có một cái dấu gạch chéo như này là hiện tại là không nhận được thông báo là nó sẽ như vậy đấy. Thì chị chạm vào chị mất cái dấu gạch chéo ra là được. Và sẽ hiển thị thông báo khi livestream là nó sẽ có thông báo đến tất cả các chị yêu của em ạ. Đây, một bộ đuôi mét lại. Đây. Lào vô đây em tặng đồ xinh. Trời ơi đẹp quá đi mất thôi ạ. Mã này lên là mã gì ta? C50 ạ. Chị xin nhận mắt nào. Có thừa đến 3X ạ. 99.000 đồng một cái áo xanh có cổ cao cấp. Trời ơi. N à? L à? Cho chị con L đi, con này lại to, con này form lại to. L đến 3X chốt nhanh là C50. Quần sock sau của mã là quà to giá 69.000 cái. Mã này lên cho là C50 và cái số điện thoại 99.000. Bao giá? Có nhiều không để mà bao cơ.
có nhiều không để mà bao để chị chiều chị cho chị thử một ít. Được 200 không? Được 200 cái. Cổ đẹp dã man luôn này. Cổ xinh dã man luôn này. Trời ơi C50. LX, ML, XL, XL, 3XL. Trời ơi chốt 4565 cân nhé. Đẹp. Các chị đang xem mã hàng là C50 ạ. Con này à, thì đã hất người luôn, chắc một xe lắm. Đây. Ui. Ui lại con này cứ vứt cho chị thử mỗi mã chắc phải đến 50 con mất, mỗi size chắc phải chốt 50 con luôn ý. Nó đẹp cái này cơ mà. Ui 99.000 em ơi. 99.000. Có cổ. Ừ. 99.000. Tuyệt vời. Mua đi cho chị. Tuyệt vời. Qua là nhức lét. Size nhỏ đây. 50 cân hường mặc đây. Cổ đẹp chưa? Xinh chưa? Ôi Huyền ơi, cái này ngày xưa bán toàn 250 rồi nhớ không? 50 cân đến 65 cân. 50 đến 48 đến 65 cân. Đẹp này cơ mà. Eo ơi. Mê đấy, mấy chị. Đẹp cái này. Ô lam có lữ mà. Xinh thế các chị. Cổ đẹp này. Logo xịn này. Ôi trời đất. Cổ lại còn kéo khóa là mình sang xịn mịn chứ các chị. Cổ còn kéo khóa thì các chị thích kéo đâu kéo. Bẻ cổ này. Lịch sự chưa? Xinh chưa? Đúng hiểu nữ sinh thanh lịch các chị nhỉ? Form đẹp này. Cái này mà mua đội nhóm thì tuyệt vời mà trời lên đơn. Thật thích á. Chất này, cổ lưu xịn. Chất đẹp, 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 đẹp lắm luôn ấy. Hàng gọi là hàng này gọi là hàng gọi như là gì nhỉ các chị nhỉ? Hàng hiếm luôn ấy. Mã là C50. Hy vọng các chị chốt được mã này. Bởi vì em biết nó rất là đẹp. Các chị nhá. Trà leo lâu cao cấp size gì? Còn có L1 thôi rồi. Em xả cho 299 này. Size L em còn 1 nhé. Anh lý lốt lại. Ồ đẹp thế. L còn 1 mã C51 này. Trà leo lâu tây còn duy nhất một bộ. Đừng ai bo hàng em. Cảm thấy tiếc được mua hãng chốt. Bán là lỗ hàng trăm ngàn bộ rồi. Lỗ hàng trăm ngàn bộ rồi. Lên đổ lam lên quần nào em ơi. Lên quần ngố nào. Ngố dằn ngố khói chị đi. Mã này là C51 chốt đơn. Trà leo đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp tuyệt trần luôn. Lâu tây kem. Lâu tây kem size L. Đó. Chị Bùi Hương, em lại không thấy comment của chị yêu đấy. Đôi khi là nó bị ẩn đó. Thì là chị đang hỏi em cái gì đấy à? Xinh gái đang hỏi em cái gì vậy? Đẹp chưa? Xinh chưa? Tuyệt vời chưa? Lên mã cho là C51. Áo dằn nam á chị Cầm Ngô. Dằn cộc chưa có đâu. Toàn ạ. Vâng, quần cộc Tô Ái Nghĩa rồi. C51 là các chị xong chưa? C51 cao cấp xong chưa size L. Trà leo lâu tây. Ôi nhìn tôi mà đã cứ như là một cốc ca cao lóng rồi đấy ạ. Rất là đẹp, rất là sang, xịn, mịn. Tuyệt vời. Chốt đôi nhanh vậy. C51 ạ. C51 tranh thủ. Hết hàng 300 bạc, rẻ quá. Con đi có M2XL5 ạ. Con này M2XL5 hàng cao cấp 300.000 này. Nhung xanh than trà leo cao cấp cực luôn, đẹp tuyệt. M2XL5 có nghĩa là có size M và size X. Mong muốn các chị chốt được bộ này. Áo này vừa ạ, à không, áo này 46 cân hơi rộng đó chị. Áo này đẹp quá nhưng mà 46 cân hơi rộng. Mã này chốt dùm em. Hàng là C52 ạ. Đọc như con cừu nó kêu bé bé. Cừu. Con chị lên mã hàng cho em là C52 ạ. C52, C51 hết hàng ạ. Comment cho em mã này là mã này là mã C52 các chị gái như mình ạ. 300 bạc một cái bộ trà leo xanh than đỉnh quá. Bàn ở gì nhỉ? Nhung bàn cờ, nhung ô vuông rất là đẹp, rất là xinh. Đấy, các chị nhìn này, một cái set điệu như này, em có size M, size X. Lên cho em mã là C52M, C52X. Chị Bà Tôm ơi, lấy sang bộ này đi. Chị Bà Tôm lấy sang bộ này cho em. Bởi vì cái 51 thì em đã hết hàng rồi. Với cả chị lấy sang cái 52 này, màu rất là xinh này. Chữ theo, trà leo theo này, trang nhã, màu đẹp lắm. Quần của nó cũng rất là đẹp. Kẻ ô to, sang xịn mịn luôn, đẹp lắm chị Tôm ơi. Mã này mà lấy like có 300.000. Em còn 5 bộ thôi ý.
đấy, đâu có hàng nhiều đâu à, M2, XL3 có thế thôi. XL60, 63, 62 cân, còn M5 mấy cân cũng quay lại là ok vừa. Bộ này 46 cân hả? Bộ này là chị hay bộ nào? Rồi. Vâng, chị Bảo Mật ơi, xinh gái ơi, ủng hộ em. Đẹp quá các chị ạ. Em nói thật nhá, có 3 cái chăn bạc. Các chị nhìn chất đi, sướng chưa? Mở hết nhá, giờ quá ít cho em. Rồi ok, chị Bùi Hường xinh gái nhá, cho em xin số điện thoại như vậy là được ạ. Chốt đơn luôn cho em mã hàng và cách số điện thoại của cái con hàng này đi các bác ơi. C52 nhận đơn XL nhá, mở hết hàng luôn rồi à. Chị Thu có thể cười chị yêu, thích lắm, được lên à, bán hàng, được gặp gỡ các chị em vui lắm luôn ý. Một ngày làm sao em gặp được nhiều các chị như thế đúng không? Giờ cứ bắt mấy cái máy lên là cũng gặp được vài trăm tình yêu là vui rồi. Cười đôi khi ai không biết tưởng em ngộ ấy. C51 anh Thu Phạm em hết hàng rồi. Hôm nay thấy cái comment của chị anh Thu Phạm là mình mua hàng mà đâu có được ưu tiên thì đang không biết là chị nhà mình là muốn lấy cái sản phẩm gì. Thì để em tư vấn cho nhá. Nhân viên các bạn sẽ tư vấn cho chị. Đẹp quá mà toàn xe to đâu, cái xe mờ nhỏ mà. Đây lại tặng một bộ này rất là xinh đây. Bộ tay lông cao cấp đây. Em còn lờ vẫy thì em hãy chiên nốt cho nó hết. Mã này comment xem là C53 và cách số điện thoại các chị ơi. Đấy con giày thể thao mang thay nhíu đêm nào. 35-40 còn không? Mang đây chiến. Các mẫu đây các chị. Các chị nhìn nhá, hàng Quảng Châu và nguyên form, nguyên dáng và nguyên siêu này. Thôi thì rồi em nhớ rồi chị Hương ơi. Thôi thì cũng là 38 cân thì có 38 đấy. Muốn mua 38 cân mua đồ nhưng mà mua đồ gì Hường tư vấn. 38 cân thì cái quần này thì có mà chị chốt đến 100 cái, 1000 cái cũng có hàng luôn. 35 cân đã chốt được rồi, ví dụ như vậy. Còn 38 cân thì em sẽ cho chị một hai bộ nhung đẹp nhá, có được không? Bây giờ các chị sẽ được mua một bộ nhung Sila. Tay của nó làm bằng lông cừu, chất liệu rất là cao cấp. Hàng này là 650 của em. Bởi vì sao nó là hai lớp mà các chị. Em sale nhá. Lên đồ lam, được rồi, quần đây rồi. Cho em lên nốt bộ này, em lên đồ lam các chị. Lên, đợi em một cái, em lên nốt bộ này. Em sẽ lên đồ lam các chị. Mã này thì sẽ là, ôi trời ơi, đẹp quá. Xanh than hai lớp các bác ơi. Xị. Áo, em mặc có dài tay không? Có luôn. Dài tay màu xanh, tên tay em cho chị con size L. Mã này comment cho em gái nhá là C53. Em có size L và em có size XL. Trời ơi, giá của nó là giá gọi là giá hôn mê sâu các chị ạ. Giải tay đấy, đưa đây. Giá em bán chuẩn bị này sẽ là cái giá của một bộ nhung hôn mê sâu 299.000 đồng chút hơn các chị ơi. Trời ơi, 299.000. L và XL. Mã hàng là